Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 436, thành thật đối đãi. Trương Dương nói, có thể được Sở tiểu thư đem làm chó cũng là vinh hạnh của anh. Sở Yên Nhiên khẽ cười nói, anh đó, da mặt tu luyện càng ngày càng dày rồi, tại sao muộn như vậy mà còn chưa ngủ? Có phải là hạng mục sân bay Giang Thành thiếu tiền làm cho anh ngủ không yên không? Trương Dương nói, một chút chuyện nhỏ này làm sao mà anh lại để trong lòng, trong nước có biết bao nhiêu thương nhân đang xếp hàng chờ đầu tư vào đây, anh cũng không tình nguyện đón tiếp bọn họ nữa là. Sở Yên Nhiên nói, trên mặt anh có lót vàng à, đừng tưởng em ở bên Mỹ, bên anh xảy ra chuyện gì em đều rất rõ ràng. Trương Dương nói, không đơn giản nha. Đương nhiên, còn nữa, anh thành thật cho em, còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm, chờ em về nước sẽ xử tội anh. Trương Dương nói, anh không thể đẩy anh vào con đường xấu được, nếu anh thật sự là một kẻ phụ lòng, thì em sẽ không ôn nhu với anh như vậy. Sở Yên Nhiên nói, ai ôn nhu với anh, em đang hận đến nổi không thể cắn anh hai cái đây. Trương Dương nói, anh cũng muốn, hay là em mau trở về đi, anh tắm rửa sạch sẽ chờ em cắn. Sở Yên Nhiên xì một tiếng khinh miệt, giọng nói rõ ràng trở nên ngượng ngùng hơn, im lặng một hồi rồi mới nói, Trương Dương, anh phải chú ý thân thể. Ngàn vạn lần đừng để bị gầy đi, nếu không em trở về thấy anh như vậy, cắn một phát chúng ngay xương, thì sẽ làm rớt răng của em hết đấy. Trương Dương cười ha hả, thằng nhãi này vô sỉ đáp lại, vậy em cứ đến mà cắn một chỗ chỉ có sụn xương trên người anh đi. Nhất định là không bị gì đâu. Sở Yên Nhiên sửng sốt một hồi lâu rồi mới có phản ứng, e thẹn khó nhịn nói, tên xấu xa, anh thành thật ngủ đi, đê tiện hạ lưu vô sỉ. Trương đại quan nhân ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong tiếng mắng chửi của Sở Yên Nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi một buổi sáng đối với Trương Dương mà nói đều là một bắt đầu mới, sáng sớm hắn thức dậy đi đến tòa nhà thị chính để lấy xe, trong thang máy gặp được phó thị trưởng Tiếu Minh cười gật đầu với hắn, Trương Dương thì thân mật ôm lấy vai của hắn, giống như là bạn bè lâu năm gặp lại, Tiếu Minh có chút không thích ứng với hành động thân thiết này của hắn, chỉ là không thể từ chối được. Đành phải bị hắn khoát vai đi ra thang máy. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề, thị trưởng Thiếu, anh có nghe thấy gì không? Gần đây có người đang bàn tán về miếng đất ở phía Nam Hồ. Trong lòng Tiếu Minh dùng mình, gã cũng nghe nói đến chuyện này, thằng nhãi kia không phải nghĩ là do mình làm chứ. Tiếu Minh vội vã giải thích, Trương lão đệ, chuyện này không hề liên quan đến tôi, làm ra chuyện này cũng không có chỗ tốt gì cho tôi cả. Hơn nữa, cậu cũng không nhận, mà là người khác cầm lấy. Thủ tục pháp lý đều hợp pháp, cho dù là muốn làm gì thì cũng chẳng có gì để làm. Trương Dương vỗ vỗ vai của gã, nói thị trưởng Thiếu, tôi thấy từ khi tôi đi đến Phong Trạch, hai chúng ta hình như đã ít qua lại hơn. Tiếu Minh vô cùng hiểu biết tính tình của Trương Dương, biết thằng nhãi này tuyệt đối là một người nói trở mặt liền trở mặt, tuy rằng cấp bậc của mình cao hơn hắn rất nhiều, nhưng mà lỡ như chọc giận một tên thần kinh như vậy, thì không nói chừng thằng nhãi này sẽ đánh mình một trận ngay tại chỗ, chịu đòn thì nhỏ. Mặt mũi mới lớn. Nghĩ đến đây, Tiếu Minh liền rất lo lắng. Mà thật ra Tiếu Minh vốn không cần phải sợ sệt như vậy, Trương đại quan nhân lăn lộn trong thể chế lâu như vậy, cho dù muốn ra tay cũng phải phân rõ đối tượng ra tay, cái loại cán bộ có cấp bậc như Tiếu Minh, hắn ta sẽ không dám ra tay đơn giản đâu. Hơn nữa chuyện này Tiếu Minh chỉ là khả nghi, chứ không thể xác định là do Tiếu Minh làm. Trương Dương nói, thị trưởng Tiếu, nếu anh đã gọi một tiếng lão đệ, vậy thì tôi vẫn xem anh là đại A. Bây giờ có người muốn kiếm chuyện về miếng đất Nam Hồ, rõ ràng là nhằm vào tôi, làm đại ca như anh có trách nhiệm là giúp tôi giải quyết chuyện này sáng tỏ, hắn đem các vấn đề khó khăn trực tiếp đổ lên trên người của Tiếu Minh. Tiếu Minh nhíu mày, Trương Dương đem sự tình nói ra đến tình trạng này, gã không đáp ứng là không được. Vì vậy Tiếu Minh gật đầu nói, chuyện này để tôi xử lý, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không để cho người hữu tâm thực hiện được. Lúc này đang là thời gian đi làm. Người đi ra đi vào trong này đều là người quen cả, Tiếu Minh nóng lòng thoát khỏi Trương Dương, Lý Trường Vũ trùng hợp đi tới, Lý Trường Vũ thấy Tiếu Minh và Trương Dương đứng chung một chỗ, từ sắc mặt của Tiếu Minh đã đoán được là gã ta đang bị Trương Dương làm khó làm dễ. Lý Trường Vũ xuất hiện đúng lúc giải vây cho Tiếu Minh nói, Trương lão đệ, tôi còn có một cuộc họp, phải đi trước. Gã cũng không giải thích nhiều, vội vã rời đi. Lý Trường Vũ đi đến bên cạnh Trương Dương, nhìn bóng lưng Tiếu Minh đi xa. Thấp giọng nói, lão Tiếu hình như đang trốn cậu. Trương Dương cười ha hả một tiếng, thị trưởng Lý, tôi đối với các đồng chí của mình cho đến bây giờ đều là ấm áp như mùa xuân. Lý Trường Vũ thầm nghĩ trong lòng,
Tiếu Minh sợ rằng không phải là người nhà của cậu, chỉ là lời này gã không nói ra, nhẹ giọng nói, hôm nào rảnh đi ăn cơm, tôi bận đi họp rồi, buổi sáng mỗi ngày là thời gian bận nhất của các cán bộ. Trương Dương cũng không nói nhiều với gã, đến chỗ của Đỗ Thiên Dã để lấy chìa khóa xe, nhưng phát hiện ra đã có người ngồi trong phòng làm việc của bí thư thị ủy, chính là em họ của Đỗ Thiên Dã, Khâu Phượng Tiên. Khâu Phượng Tiên cười hì hì đứng dậy, mỉm cười vươn bàn tay nõn nà của mình ra với Trương Dương, thị trưởng Trương, chúng ta lại gặp mặt. Trương Dương bắt lấy tay của cô ta theo tính tượng trưng, tuy rằng bàn tay nhỏ bé của Khâu Phượng Tiên tạo xúc cảm không tồi, nhưng mà thằng nhãi này cũng không thể cảm thụ thỏa thích được, dù sao thì người ta cũng là em họ của Đỗ Thiên Dã, một chút lễ phép cũng cần phải hiểu. Đỗ Thiên Dã ném chìa khóa xe cho Trương Dương, cười nói, Phượng Tiên có việc tìm cậu. Trương Dương nói, là việc công hay tư? Hỏi xong hắn liền cười nói, khẳng định là việc tư, nếu việc công thì nói với bí thư Đỗ còn tốt hơn tôi. Khâu Phượng Tiên nói, chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Đỗ Thiên Dã nháy mắt vài cái với Trương Dương, N1OI, nhanh đi, tôi còn phải họp. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, suốt ngày họp với họp, tôi không tin chỉ họp thôi là có thể đẩy nhanh tiến trình cải cách. Khâu Phượng Tiên lần này đến Giang Thành chính là thị sát tình huống khai trương của tinh toán, thị trường tiêu thụ xa xỉ phẩm tại Giang Thành cũng không lớn như tưởng tượng của bọn họ, cho nên từ khi tinh toán khai trương đến nay, sinh ý vẫn được khởi sắc cho lắm. Trương Dương và Khâu Phượng Tiên đi đến quán trà đối diện tinh toán ngồi xuống, nhìn cảnh tượng vắng vẻ trước cửa, Khâu Phượng Tiên không khỏi thở dài nói, xem ra nhận định của chúng tôi về Giang Thành là sai lầm, nhu cầu của dân chúng tại đây về xa xỉ phẩm cũng không lớn. Trương Dương cười nói, bất luận là chuyện gì đều cần có một quá trình thay đổi phát triển, bây giờ không tiếp thụ, chưa chắc là sau này không tiếp thụ, tôi không tin khi kinh tế Giang Thành phát triển, thì nhu cầu của dân chúng về xa xỉ phẩm sẽ không lớn lên. Khâu Phượng Tiên nói, về điểm này tôi cũng có lòng tin giống như cậu, cô ta cười nói, tôi phát hiện ra cách nói chuyện của cậu bây giờ càng ngày càng giống chính phủ. Trương Dương cười nói, có sao? Sao tôi lại không cảm thấy thế? Khâu Phượng Tiên nói, người trong cuộc rõ ràng, người ngoài cuộc thì u mê, lúc mới quen cậu, thì thấy cậu không có một chút quan vị nào cả, chỉ là bây giờ lại có một chút rồi. Trương Dương nói, đang mắng tôi à, tôi nghe rồi nha. Khâu Phượng Tiên cười hì hì nói, quan vị trên người quan viên đại lục vốn có ý lặp lại, tôi không thích người khác dở giọng, nói tiếng phổ thông, cậu đừng nóng giận. Trương Dương nói, lăn lộn trong vòng tròn này, mưa dầm thấm lâu, không bị ảnh hưởng là không có khả năng. Khâu Phượng Tiên nhấp một ngụm trà, nói, lần này tôi đến đây không chỉ vì tinh toán, còn có một mục đích quan trọng hơn chính là sân bay của các người. Trương Dương có chút không hiểu nói, tinh toán của các người là làm châu báu, đâu có liên quan gì đến xây dựng sân bay. Khâu Phượng Tiên nói, tôi đại biểu cho cha tiên sinh đến, cha tiên sinh có ý định đầu tư cho sân bay. Trương Dương nghe xong tinh thần nhất thời tốt lên, chỉ là kinh nghiệm về việc Hà Trường An đầu tư vào đã làm cho hắn trở nên cẩn thận. Trương Dương nói, Hà Trường An cũng có ý này. Khâu Phượng Tiên mỉm cười nói, điều kiện đầu tư của Hà Trường An vô cùng hà khắc, mà phương án đầu tư của cha tiên sinh lại vô cùng rộng rãi. Ông ta chỉ đầu tư tài chính, ngoại trừ giám sát trình tự bình thường ra, thì sẽ không tham gia vào việc xây dựng. Trương Dương nghe ra tự nhiên lại còn có loại chuyện tốt này, hắn chậm rãi buông tách trà xuống, nói, phương án đầu tư cụ thể của cha tiên sinh có thể cho tôi xem không? Khâu Phượng Tiên nói, đang trong quá trình nghiên cứu, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng mà có một điều có thể khẳng định, chúng tôi sẽ không can thiệp vào quá trình thi công xây dựng của các người. Trương Dương gật đầu nói, đây là chuyện tốt, mong rằng các người có thể nhanh chóng cho ra phương án đầu tư, nếu như cấp trên thông qua, như vậy chúng ta có thể hoàn thành hợp tác lần này. Trương Dương nói xong, liền tò mò hỏi, có thể cho tôi biết một tin được không, các người dự định đầu tư bao nhiêu tiền? Khâu Phượng Tiên mỉm cười nói, cha tiên sinh nói rồi, thiếu bao nhiêu tiền chúng tôi bỏ bấy nhiêu. Trương Dương nói, tôi vẫn còn có chút không rõ, các người làm sao mà xem trọng hạng mục xây dựng sân bay. Khâu Phượng Tiên nói, dựa theo lời nói của cha tiên sinh, phàm là hạng mục nào mà Hà Trường An muốn đầu tư vào, thì chúng tôi cũng sẽ tích cực tham gia. Khâu Phượng Tiên chỉ vào bên tinh toán đang lắp đặt thiết bị ở đối diện đường, nói, Hà Trường An đang muốn xây dựng đại lý châu báu trong phạm vi toàn quốc. Cố gắng ăn mòn định mức thị trường của chúng tôi, cha tiên sinh đương nhiên là không thể ngồi yên mặc kệ. Trong lòng Trương Dương âm thầm vui vẻ, trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, Hà Trường An cùng cha Tấn Bắc càng đánh nhau lớn thì càng tốt, Hà Trường An ông không phải là muốn đặt điều kiện sao?
Bây giờ cha tấn Bắc bật đồ sát tiến lại, người ta cũng muốn đầu tư vào sân bay, Trương Dương cũng rõ ràng cha tấn Bắc muốn tiến vào trong hạng mục sân bay, không phải bởi vì ông ta muốn đối nghịch với Hà Trường An, đối với thương nhân có cấp bậc như bọn họ, tuyệt đối sẽ không hành động theo tình cảm, làm một việc gì đó đều trải qua suy nghĩ cẩn thận, Trương Dương càng ngày càng cảm thấy Thường Lăng Phong nói, tương lai của hạng mục sân bay là không thể đo lường, chỉ có những thương nhân có ánh mắt đặt lên lợi ích lâu dài mới thấy được. Hà Trường An là người nhìn thấy được điểm này không thể nghi ngờ, và đã làm ra phản ứng tích cực, cha tấn Bắc cũng không cam lòng lạc hậu, bây giờ đã biểu thị rõ ràng là muốn tham dự cuộc chiến. Trương Dương vui mừng khi thấy cảnh tượng này, chỉ có cạnh tranh mới có thể chèn ép được điều kiện của bọn họ, thì mới có thể giành được lợi ích lớn nhất cho chính phủ. Khâu Phượng Tiên nói, tôi vừa nói điều này với Bí Thư Đỗ, anh ấy biểu thị là sẽ toàn lực ủng hộ chúng tôi. Trương Dương nói, chỉ cần là vì lợi ích của dân chúng Giang Thành, ông ấy sẽ ủng hộ. Khâu Phượng Tiên cười nói, lại là tiếng phổ thông. Trương Dương cười ha hả nói, quen rồi, không thu lại được. Hắn nhìn thời gian một chút, đã là 9 giờ 30 sáng rồi, đứng dậy cáo từ nói, tôi còn phải đi đến ban chỉ huy hiện trường sân bay để nhìn, đề nghị của Khâu Tiểu Thư tôi sẽ xem xét, mong rằng các người có thể nhanh chóng đưa ra phương án đầu tư. Trương Dương và Khâu Phượng Tiên cùng nhau rời khỏi quán trà, lúc đi xuống lầu, có một người đi đến trước mặt, chính là Chủ tịch Hiệp hội Hình ý quyền Lương Bách Xuyên. Lương Bách Xuyên nhìn thấy Trương Dương liền nao ao, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười thân mật, chắp tay nói, chào chủ nhiệm Trương. Loại người trong võ lâm như Lương Bách Xuyên thì không rõ ràng mấy chuyện không thể chế, tuy rằng biết chức vị của Trương Dương tại Phong Trạch, chỉ là vận dựa theo thói quen trong quá khứ gọi hắn là chủ nhiệm Trương. Trương Dương cười nói, sư phụ Lương, anh cũng đến uống trà sao? Lương Bách Xuyên lắc đầu nói, nơi này là do đồ đệ của tôi mơ, chủ nhiệm Trương cũng đến uống sao? Trương Dương nói, tôi phải đi rồi, trong cơ quan còn có chút việc. Lương Bách Xuyên tiễn Trương Dương đi xuống dưới lầu, ông chủ ở đây là đồ đệ của gã ta, Lương Bách Xuyên kêu đồ đệ miễn phí tiền trà nước cho Trương Dương và Khâu Phượng Tiên, tuy rằng tiền không nhiều, nhưng mà dù sao cũng là một phần tình cảm, Trương Dương nói lời cảm ơn với Lương Bách Xuyên. Lương Bách Xuyên cười nói, chủ nhiệm Trương không cần khách khí, tôi nghe nói cậu tại Lương Gia Bình có gặp chút phiền phức. Trương Dương biết quan hệ của gã với Lương Gia Bình, mỉm cười nói, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, bây giờ đã giải quyết rõ ràng. Lương Bách Xuyên gật đầu nói, nếu như đã rõ ràng rồi thì mong chủ nhiệm Trương bao dung. Trương Dương nói, sư phụ Lương lại khách khí rồi, nếu như nói về tội, là tôi đắc tội với bọn họ mới đúng. Còn mong rằng nhờ sư phụ Lương nói giúp tôi một tiếng xin lỗi với các hương thân, thân trong chức vị, bất đắc dĩ thôi. Lương Bách Xuyên phát hiện ra không gặp Trương Dương một thời gian, hành vi cử chỉ đã thu lại rất nhiều, nhưng mà từ chuyện ngày hôm qua một mình hắn đến Lương Gia Bình đánh 22 cao thủ mà xem, bản lĩnh của Trương Dương vẫn còn nguyên vẹn đó. Lương Bách Xuyên có thể nói là bội phục công phu của Trương Dương đến sát đất, lại không biết rằng người thanh niên này tuổi còn trẻ, mà công phu trên người học được từ đâu ra. Trương Dương không thể ở lâu, cáo từ với Lương Bách Xuyên, rồi cùng Khâu Phượng Tiên đi đến trước xe tải, Khâu Phượng Tiên cười nói, vốn dĩ là tôi mời khách, nhưng đến cuối cùng lại là cậu mới tôi, thị trưởng Trương đúng là kết bạn khắp thiên hạ. Trương Dương mỉm cười nói, bạn bè quý tốt chứ không quý nhiều, nếu ở chung thì nên thành thật đối đãi. Khâu Phượng Tiên gật đầu nói, tin rằng chúng ta cũng sẽ trở thành bạn tốt thành thật đối đãi với nhau. Chuyện cha tấn Bắc muốn nhúng tay vào sân bay mới của Giang Thành nhanh chóng truyền đến lỗ tai của Hà Trường An, khi mà Hà Trường An biết được tin này, thì đang nghỉ ngơi tại suối nước nóng Cốc Xuân Hy thuộc núi Thanh Thai, ngồi trong một mái đỉnh trên núi, nhìn mây mù quanh quẩn bên sườn núi xa xa, hai mắt của Hà Trường An lóe ra một tia lãnh khốc, ông ta vì đầu tư cho sân bay mới nên đã chuẩn bị rất đầy đủ, mà cha tấn Bắc nửa đường xuất hiện, nguyên nhân căn bản chính là, đối phương ngửi được cơ hội kiếm tiền từ sân bay mới này. Hà Trường An tuy rằng không hiểu biết nhiều về cha tấn Bắc, nhưng mà ông tin tưởng rằng một thương nhân thành thục như cha tấn Bắc, tuyệt đối không phạm sai lầm vì hành động theo cảm tình được. Sự xuất hiện của cha tấn Bắc làm cho thế cục vốn lạc quan nhanh chóng xảy ra biến hóa, tuy rằng cha tấn Bắc chưa có được kế hoạch đầu tư cụ thể, nhưng Hà Trường An biết, phía sau cha tấn Bắc có không ít tập đoàn tài chính ủng hộ, huống chi, bối cảnh chính trị của cha gia vẫn còn đó, nếu như giao phong chính diện với nhau. Ngay cả Hà Trường An cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Lê San San mặc áo tắm, khoác khăn tắm đi tới, thấy biểu tình của Hà Trường An, cô cũng không dám quấy rối, ngồi xuống bên cạnh Hà Trường An, rót cho Hà Trường An một tách trà. Hà Trường An thấp giọng nói, anh bỏ lỡ một cơ hội rồi.
Lê San San có chút không hiểu nhìn ông. Hà Trường An nói, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền, thì sẽ có rất nhiều thương nhân chen chúc nhau tới. Cơ hội mà Hà Trường An đã bỏ qua theo như lời ông nói, chính là cơ hội tốt nhất mà ông đã bỏ lỡ để đàm phán với Giang Thành, điều kiện vô cùng hà khắc đã làm cho chính phủ Giang Thành nảy sinh cảnh giác với ông. Hà Trường An vốn tưởng rằng người khác sẽ không nhìn thấy được mảnh đất màu mỡ này, chỉ là ông không ngờ rằng, cha Tấn Bắc lại nhúng tay vào chuyện này, cạnh tranh của bọn họ đã chuyển từ kinh doanh châu báu cho đến xây dựng sân bay, khác nhau chính là, lần trước khơi mào chiến tranh là Hà Trường An. Còn lần này là cha Tấn Bắc. Cái Hà Trường An lo lắng không chỉ có cha Tấn Bắc, mà hành động của cha Tấn Bắc lần này, sẽ khiến cho càng ngày càng có nhiều thương nhân chú ý đến miếng đất đó. Lúc Trương Dương đi đến ban chỉ huy công trường, thì một căn nhà đã được dựng xong, hắn nhìn hiện trường một chút, sau đó biểu thị sự thỏa mãn với tiến độ. Tạ Quân Sước nghe nói hắn đến, liền vội đi gặp mặt hắn. Trương Dương nói, sau chuyện ngày hôm qua, người của Lương Gia Bình còn đến làm phiền nữa không? Tạ Quân Sước mặt mày rạng rỡ nói, bọn họ có thể là bị anh đánh sợ, ngày hôm nay chẳng có ai dám đến gần công trường cả. Trương Dương cười cười, làm gì mà khoa trương vậy? Cái này chứng minh là người của Lương Gia Bình giữ đúng lời hứa, nhớ đến chuyện mà Tạ Quân Sước nhờ hắn, Trương Dương nói, chuyện của đại ca cô tôi đã nói với nhân viên quản lý nông trường rồi, sau này hẳn là không có ai dám ăn hiếp hắn nữa đâu. Tạ Quân Sước nhở giọng nói, cảm ơn. Trương Dương vốn định nói không cần khách khí, chỉ là ánh mắt của hắn đã bị một chiếc BMW hấp dẫn, từ biển số xe, hắn đã nhìn ra, chiếc xe này là của Lương Thành Long ngồi, xe ô tô trực tiếp chạy thẳng vào công trường. Lương Thành Long mở cửa xe, hắn mang kính râm đồ tây dày ra, trông rất là phong độ, thấy Trương Dương đứng trên lầu 2, Lương Thành Long liền phất tay với hắn, thị trưởng Trương, ông bạn già đến, cậu không tự mình tiếp đãi sao? Trương Dương vui vẻ đi xuống lầu, đi đến trước mặt Lương Thành Long, vỗ vai của hắn một cái, cậu đến mà không báo một tiếng gì hết vậy, chơi đột kích với tôi à? Lương Thành Long cười nói, tôi không dự định cho cậu thời gian chuẩn bị. Chính là muốn giết cậu trở tay không kịp, thật ra sáng ngày hôm nay hắn đã đi đến hiện trường công trường sân bay rồi, khảo sát hoàn cảnh một chút, đi cùng hắn còn có một kiến trúc sư của tập đoàn Phong Dụ nữa. Ban chỉ huy hiện trường vẫn còn chưa xây xong, Trương Dương không có chỗ tiếp đãi Lương Thành Long, hắn nói với Lương Thành Long, theo tôi về Phong Trạch đi, có cái gì thì tới đó nói. Lương Thành Long gật đầu, hắn lên xe tải của Trương Dương, còn tài xế thì lái BMW đi theo phía sau. Quan hệ của Lương Thành Long và Trương Dương đã đến trình độ không còn phải vòng vo nữa, hắn nói dứt khoát gọn gàng, lần này tôi đến đây là vì nhận thầu hạng mục sân bay, một là đến xem tình huống hiện trường, hai là tìm hiểu về yêu cầu cụ thể để nhận thầu, cái công trình sân bay Giang Thành này, tập đoàn Phong Dụ chúng tôi nhất định phải có. Trương Dương cười nói, phàm là những công ty đến đây cạnh tranh đều nhất định phải có, chỉ là có quyết tâm cũng chẳng làm gì được, giành được chiến thắng cuối cùng cũng phải xem thực lực tổng hợp. Lương Thành Long cười nói, tôi nói bạn thân này, cậu có thể đừng đưa cái mặt trí công vô tư ra được không? Tập đoàn Phong Dụ của tôi là một trong những công ty tập đoàn kiến trúc quy mô lớn nhất trong tỉnh thành, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn thực lực có thực lực. Trương Dương nói, bên cậu có kinh nghiệm xây dựng sân bay chưa? Lương Thành Long nói, sân bay thì chưa làm ra, nhưng mà chỉ cần đưa ra tiêu chuẩn, chúng tôi có thể làm được, mục tiêu của tôi lần này cũng không phải là toàn bộ công trình sân bay. Công trình lớn như vậy, cho dù tôi muốn, cũng không thể nuốt trôi được. Trương Dương nói, cậu có hứng thú với bộ phận nào? Lầu chờ bay. Trương Dương nói, chuyện cụ thể thì tôi không hiểu, nhưng mà làm bạn bè thì tôi nhắc nhở cậu một câu, tài chính Giang Thành chúng tôi đang khẩn trương, cho dù cậu cạnh tranh thành công, thì cũng phải chuẩn bị tốt một chút. Lương Thành Long cười nói, đừng làm tôi sợ, nếu tôi đã tới thì đương nhiên chuẩn bị để trả giá cho chiến thắng rồi. Trương Dương vừa mới đi đến Phong Trạch, liền nhận được điện thoại của Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch Lương Phương, ông ta có vẻ vô cùng khẩn trương, thấp giọng nói thị trưởng Trương, không tốt rồi. Trương Dương ghét nhất là nói chuyện mà chỉ nói phân nửa, lớn tiếng nói, Viện trưởng Lương, có cái gì thì ông cứ nói thẳng ra, đừng có giải dòng. Lương Phương nói, xảy ra chuyện lớn rồi, giải phẫu ghép thận của bệnh viện chúng tôi xảy ra vấn đề. Trương Đại Quan Nhân nhíu mày. Xem ra 10 phần là giải phẫu làm chết người, trong bệnh viện ngày nào mà không gặp loại chuyện này, Lương Phương cho dù xử lý không được cũng có thể tìm cục y tế hỗ trợ, ông ta tự nhiên lại tìm mình, điều này làm cho Trương Dương cảm thấy không hiểu được. Lương Phương nói, thị trưởng Trương, cậu đang ở đâu, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với cậu.
Trương Dương nhìn ra ngoài một chút, ở đây cách Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch không xa, hắn thấp giọng nói, tôi sắp đến Bệnh viện Nhân dân rồi, hay là, tôi đến phòng làm việc của viện trưởng tìm ông. Lương Phương nói, tốt, tôi ở tại chỗ chờ. Trương Dương kêu Lương Thành Long đến khách sạn Bạch Lộ nghỉ ngơi trước, còn hắn lái xe đến Bệnh viện Nhân dân. Viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Lương Phương đang ngồi trong phòng làm việc, bên trong đầy khói thuốc lượn lờ, xem ra Lương Phương đã hút không ít thuốc. Trương Dương đi vào bên trong phòng, không nhịn được ho khan một tiếng. Lương Phương vội vàng mở cửa sổ ra, để cho khói thuốc bên trong tán đi bớt, sau khi làm xong cái này, Lương Phương mới đi pha trà cho Trương Dương, đưa đến tận tay cho Trương Dương. Trương Dương nói, ông gấp gáp tìm tôi như vậy rốt cục là tại sao? Vẻ mặt của Lương Phương đầy đau khổ, nói, bệnh viện chúng tôi trong lúc giải phẫu ghép thận đã xảy ra chuyện. Trương Dương nói, tôi biết rồi, rốt cục là chết mấy người. Lương Phương nói, giải phẫu thành công, nhưng mà bên thận lại có điểm đào thải. Trương Dương có chút phản cảm đối với cách nói chuyện trốn trốn tránh tránh của Lương Phương, nhắc nhở ông, có chuyện gì thì ông nói nhanh lên, tôi còn việc phải đi xử lý. Lương Phương thở dài nói, thị trưởng Trương, cậu có biết những quả thật dùng để ghép này từ đâu mà có không? Trương Dương cũng không rõ ràng về tin tức tình huống bên trong bệnh viện, hắn nhấp một ngụm trà, nói, không phải là do người khác quyên tặng sao? Lương Phương nói, quả thật là có tình huống quyên tặng, chỉ là bây giờ chúng tôi căn bản là không đợi được thận phù hợp để quyên tặng, cho nên chúng tôi đã liên hơn với Kinh Sơn một chút. Trương Dương không hiểu hỏi, bên Kinh Sơn có nguồn thận sao? Lương Phương cắn môi, ông đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi, lại cẩn thận suy nghĩ một hồi, rồi mới nói, nguồn thận của chúng tôi tất cả đều đến từ ngục giam thứ mang ở Kinh Sơn, ông rất sợ Trương Dương không hiểu rõ, bổ sung thêm, trên người của phạm nhân tử hình. Trương Dương trừng to hai mắt ra, loại chuyện này hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy, nhìn Lương Phương nói, ông có thể nói rõ chuyện này ra một chút được không? Lương Phương nói, là thế này, nguồn thận của chúng tôi không đủ, người bệnh cần thận thì lại quá nhiều, cho nên chúng tôi đi liên hệ khắp nơi, và lặng lẽ đạt hiệp nghị với ngục giam thứ mang Kinh Sơn, chúng tôi cung cấp cho bọn họ một ít tiền, khi mà bọn họ bắn chết phạm nhân, chúng tôi lấy thi thể trên đường từ trường bắn về, mổ lấy thận bên trong xe cấp cứu. Trương Dương hít sâu một hơi lạnh, các người làm như vậy có phải là không có nhân đạo không? Lương Phương nói, bọn họ đã chết rồi, nhưng người bệnh của chúng tôi thì lại còn mong muốn được sống. Chúng tôi cho rằng dùng phương thức này, trị liệu cho càng nhiều người bệnh, càng giúp cho người bệnh mau chóng khỏe mạnh lại, thì chính là việc đức cho các phạm nhân đó. Trương Dương nói, tôi mặc kệ điểm xuất phát của các người là gì, phạm nhân này có nguyện ý ký tên vào giấy quyên tặng hay không? Lương Phương lắc đầu. Trương Dương đã rõ ràng. Vấn đề thì ra là nằm ở chỗ này, thấy vẻ sợ hãi trong đôi mắt của Lương Phương, Trương Dương mơ hồ đoán ra được cái gì đó, hắn thấp giọng hỏi thăm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lương Phương nói, trình tự của chúng tôi là thế này, trước khi tội phạm bị tử hình bị đem ra xử bắn, chúng tôi sẽ phái người đến lấy danh nghĩa kiểm tra sức khỏe để lấy máu, sau khi trải qua so sánh nhóm máu, cùng với các xét nghiệm và kiểm tra khác, cuối cùng chọn được người thích hợp, sau đó phạm nhân ấy bị xử bắn xong. Thi thể của phạm nhân được đưa vào trong xe, chúng tôi sẽ đến đó tiến hành lấy thận. Bởi vì thân phận đặc thù của phạm nhân, cho nên những thi thể này sau khi được lấy thận xong, đều được tiến hành hỏa táng, về đến tay của người nhà đã là cho cốt, loại chuyện này không có bất kỳ kẽ hở nào hết. Trương Dương cười lạnh nói, không có kẽ hở. Lương Phương thở dài nói, chỉ là có chút chuyện căn bản là không thể dự liệu được, lúc hỏa táng, đúng lúc có người thân của một gã phạm nhân là thợ đốt lò. Khi người này hỏa táng tên phạm nhân, nhìn vài lần, phát hiện ra trên bụng có vết dao cắt, hắn đem chuyện này nói ra ngoài. Trương Dương nói, bên phương diện hỏa táng không có chính sách bảo mật tương quan sao? Lương Phương nói, nếu chỉ là vì chuyện này thì cũng không có gì đáng nói lắm, một lời nói của thợ đốt lò thì sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Chỉ là bệnh viện chúng tôi đặc biệt lưu giữ băng ghi hình trong quá trình lấy thận, tối hôm qua phòng hồ sơ xảy ra trộm. Những tài liệu này đều bị người ta lấy cắp. Trương Dương nghe đến đó đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nếu như chuyện này bại lộ ra, truyền đến tai của xã hội, sẽ tạo thành ảnh hưởng mang tính ác liệt thật lớn, nếu như truyền ra đến nước ngoài, thậm chí là sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của quốc gia. Lương Phương lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ? Băng ghi hình mất rất nhiều, nếu như để rơi vào trong tay của kẻ xấu, thì Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch coi như xong. Trương Dương cả giận nói, sớm biết có hậu quả như vậy, vì sao các người còn muốn làm?
Lương Phương nói, những bệnh nhân này thật sự rất đáng thương, nếu những phạm nhân này nói thế nào cũng chết, vì sao không để cho bọn họ làm một chút chuyện tốt sau khi chết, coi như là thứ tội cho quá khứ tội ác của bọn họ, giúp bọn họ làm việc thiện tích đức. Trương Dương nói, viện trưởng Lương, ông có biết cái gì gọi là nhân quyền không? Thân thể da thịt là của cha mẹ, vô luận là bất kỳ ai bất luận kẻ nào cũng không có quyền chi phối cơ thể của người khác, cho dù những người đó là tội phạm tử hình. Hành vi của các người là bôi nhọ quốc gia, loại chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng quốc tế đấy. Lương Phương run giọng nói, tôi biết, cá nhân tôi bị xử phạt cũng không là gì cả, tôi chỉ lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng Phong Trạch, ảnh hưởng đến hình tượng của Giang Thành. Trương Dương nói, có biết là ai đã lấy băng ghi hình rồi hay không? Lương Phương nói, bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào cả, nhưng mà trong phòng hồ sơ nhiều đồ như vậy, thứ khác không động vào. Chỉ đem băng ghi hình đi thôi, cái này rõ ràng là muốn nhằm vào chuyện này. Trương Dương nói, chuyện này rất là nghiêm trọng. Lương Phương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, thị trưởng Trương, ngoại trừ tìm cậu ra, tôi không nhớ nổi là nên tìm ai cả, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì không thua kém gì vụ nổ của bom nguyên tử. Trương Dương bình tĩnh phân tích, bây giờ nếu không ai tìm đến cửa, chứng minh rằng chuyện này còn có cách vãn hồi, từ bất luận điểm mà nói, thì cách làm của các người đều không thể để lộ ra được. Đều là sai phạm cả. Nếu như người nhà của các phạm nhân mà tìm đến cửa, thì chỉ cần yêu cầu của bọn họ không quá đáng, thì ông cứ đáp ứng với người ta. Lương Phương thở dài nói, đến bây giờ vẫn chưa có ai liên hệ tôi cả, từ đầu đến cuối tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, bọn họ không phải là đang có âm mưu gì chứ. Trương Dương nói, viện trưởng Lương, vô luận là kết quả của chuyện này thế nào, thì tôi cũng đều phải khuyên ông một câu, những chuyện trái với nhân đạo thì đừng nên làm. Chương 437, Dũng cảm gánh chịu. Trong lúc chuyện sân bay đang phát triển tốt đẹp, thì sự kiện bệnh viện Phong Trạch giống như là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Trương Dương, trên đời này quả nhiên là không có gì thập toàn thập mỹ cả, phúc họa tương y mà. Tuy rằng Trương Dương đem công tác chủ yếu chuyển rời lên việc xây dựng sân bay, nhưng mà bây giờ hắn vẫn là phó thị trưởng của Phong Trạch, công tác văn giáo vệ sinh vẫn nằm trong phạm vi quản lý của hắn, nếu như trong phương diện này xảy ra bất cứ chuyện gì. Thì hắn cũng phải gánh chịu trách nhiệm tương quan, nếu đã sớm dự kiến được chuyện này, không bằng lúc đầu đem quyền lực trong tay giao ra. Trương Dương đem chuyện này thông báo cho Trình Diễm Đông, kêu hắn ta vận dụng lực lượng công an truy tìm chỗ của băng ghi hình, sau đó lại kêu bên cục y tế hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng cho bệnh viện, chỉ cần người nhà của phạm nhân mà tìm đến cửa, thì cần phải trấn an tâm tình của đối phương, giải quyết tốt công tác xử lý hậu quả. Chuyện này không chỉ là vấn đề của Phong Trạch, mà còn liên quan đến Ngục giam Kinh Sơn, Cục trưởng Cục Công an Kinh Sơn Tạ Chí Quốc và Trương Dương có giao tình lâu, hắn ta là lính của Sở Trấn Nam, Trương Dương suy nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho Tạ Chí Quốc. Tạ Chí Quốc nghe Trương Dương nói xong, trong điện thoại im lặng một hồi, rồi thấp giọng nói, chuyện này tôi đã biết, người nhà phạm nhân có tìm đến chỗ chúng tôi. Trương Dương thân thiết hỏi, nói thế nào, muốn bồi thường bao nhiêu? Tạ Chí Quốc cười khổ nói, người ta không cần bồi thường. Tội phạm tử hình bị lấy thân tên là Lưu Hy Minh, cha của hắn là Lưu Kim Nguyên, là xí nghiệp gia nổi tiếng tại Kinh Sơn, ông chủ giàu có, cho nên không cần tiền, ông ta chỉ đòi công đạo, nói là đã nắm giữ được bằng chứng liên quan, muốn đem ngục giam thứ mang và bệnh viện Phong Trạch kiện cáo lên, đòi lại một công đạo cho con của ông ta. Tạ Chí Quốc cũng hết đường xoay sở, thân là cục trưởng cục công an Kinh Sơn, chuyện xảy ra dưới tay của gã. Gã cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Gã và Trương Dương nhất thời có cảm giác đồng bệnh tương liên rồi. Trương Dương nói, cái ngục giam thứ mang này cũng thật là, chuyện thiếu đạo đức như vậy cũng dám làm. Tạ Chí Quốc nói, cũng không phải trách toàn bộ lên ngục giam được, thị trường là quan hệ cung cầu, có cầu thì mới có cung, ngục giam mà có trách nhiệm, bệnh viện cũng không thoát được quan hệ. Trương Dương nói, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm thuộc về ai, bây giờ điều cần nhất chính là giải quyết chuyện này làm sao cho ổn thỏa. Tạ Chí Quốc nói, Lưu Kim Nguyên là một người khó đối phó, ông ta quyết tâm muốn đem chuyện này công bố ra, tôi vừa mới gặp mặt ông ta xong, cảm thấy hình như ông ta đã nắm giữ một ít chứng cứ. Trương Dương nói, băng ghi hình. Tạ Chí Quốc kinh ngạc nói, băng ghi hình gì? Trương Dương nói, bên bệnh viện có ghi hình lại quá trình lấy thận, làm thành băng ghi hình, để cho bác sĩ trong bệnh viện học tập tham quan, mà băng ghi hình đó đã bị người ta lấy cắp. Tạ Chí Quốc nghe vậy liền sợ hãi không thôi. Gã lớn tiếng nói, tên lãnh đạo của bệnh viện đó có đầu óc không vậy? Loại chuyện này mà cũng có thể tùy tiện ghi hình lại sao? Bọn họ thật sự không nghĩ ra à,
nếu như băng ghi hình này mà truyền ra ngoài xã hội thì sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào à? Nếu như truyền ra ngoài quốc tế, thì danh dự quốc gia sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Trương Dương thở dài nói, chuyện đã đến mức này rồi, chúng ta nên nghĩ cách cứu chữa như thế nào, có oán giận cũng vô dụng. Tạ Chí Quốc nói, cậu có biện pháp nào không? Trương Dương nói, tôi đã kêu công an Phong Trạch điều tra về cuộn băng ghi hình, cục trưởng Tạ, bên Lưu Kim Nguyên Anh nhớ phải quan sát cho cẩn thận, tôi thấy băng ghi hình này 10 phần là rơi vào tay ông ta, chúng ta cố gắng nói chuyện với ông ta, đem chuyện này giải quyết viên mãn, ngàn vạn lần đừng để gây ra lớn chuyện. Tạ Chí Quốc nói, tôi cũng muốn giải quyết, nhưng mà, con người của Lưu Kim Nguyên tôi cũng hiểu, từ khi con của ông ta bị phán tử hình, thì con người này liền thù hận xã hội, lần này để cho ông ta nắm được một cơ hội, chuyện này chỉ sợ là không dễ giải quyết, Trương Dương, chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Cúp điện thoại, tâm tình của Trương Dương trở nên trầm trọng không thể nói được, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đi đến tòa thị chính, chuyện này không phải việc nhỏ, cần phải thông báo lên cấp trên, gần đây Trương Dương và Tôn Đông Cường chậm rãi bồi dưỡng ra một sự ăn ý, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ có cùng một đối thủ chính trị. Cùng chung mối thủ dễ làm cho hai người nhanh chóng tiến lại gần. Tôn Đông Cường nhìn thấy Trương Dương, liền nhiệt tình đứng dậy nghênh tiếp. Thư ký của ông ta Địch Lượng bị Trương Dương dạy dỗ vài lần xong, bây giờ cũng trở nên rất ngoan, vội vàng pha trà cho Trương Dương, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Tôn Đông Cường cười nói, Trương Dương, hạng mục sân bay mới tiến hành thuận lợi chứ? Trương Dương gật đầu, ngày hôm nay tôi đến đây không phải là vì chuyện sân bay. Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch xảy ra chuyện rồi. Tôn Đông Cường mỉm cười nói, cậu là phó thị trưởng quản lý Cục Văn hóa Vệ sinh, cậu xem xử lý là được rồi. Trương Dương nói, tôi sợ là xử lý không được, lúc này hắn đem toàn bộ câu chuyện nói ra một lần từ đầu đến cuối. Tôn Đông Cường nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, chuyện này nói lớn có thể lớn mà nói nhỏ cũng có thể nhỏ, nếu như có thể thu được sự tha thứ của người nhà phạm nhân, bồi thường một chút về mặt kinh tế thì có thể ngăn chặn được chuyện này, nhưng nếu người nhà phạm nhân không đồng ý, cố ý làm lớn chuyện này ra, thì chỉ sợ là Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch, thậm chí là danh tiếng của toàn bộ Phong Trạch đều bị tiêu tan. Ông ta nhịp tay một cách bất an lên bàn, qua một hồi lâu mới nói, chuyện này có chút phiền phức. Trương Dương nói, tôi nói chuyện này với ông mục đích không phải là trông cậy ông có thể hỗ trợ giải quyết, bên phía Kinh Sơn đã liên hệ qua, cha của phạm nhân này quyết tâm đem chuyện này ra. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôn Đông Cường nhìn Trương Dương, ông quả thật là chẳng biết nên làm thế nào, ứng phó loại chuyện này khi nó xảy ra, Tôn Đông Cường vẫn thiếu đi tính chủ động cần thiết. Trương Dương nói, Lương Phương khẳng định là phải chịu tội, Phùng Xuân Sinh cũng không may mắn tránh khỏi, dù sao thì hắn ta cũng là do bí thư Thẩm đề bạt lên, mượn chuyện này để đuổi hắn ra khỏi Cục Văn hóa Vệ sinh, cũng không phải là một chuyện không tốt. Tôi sẽ từ chức phó thị trưởng Phong Trạch, đối với Trương Dương mà nói, cái chức phó thị trưởng Phong Trạch này đã là một chức vị có tên mà không có tiếng, Đỗ Thiên Giã trước đó đã biểu thị là hắn nên tạm thời bỏ qua công tác tại Phong Trạch, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công tác xây dựng sân bay, chỉ là công trình sân bay còn chưa chính thức khởi công, cho nên chuyện này còn tạm thời gác xuống, không ngờ rằng trong lúc này lại xảy ra chuyện, và trong loại tình thế hiện tại này thì có vài phần cảm giác giống như là hy sinh hùng hồn vậy. Tôn Đông Cường không khỏi có chút cảm động, không ngờ rằng Trương Dương lại chủ động đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Tôn Đông Cường nói, chuyện này chưa chắc là nghiêm trọng như trong tưởng tượng của chúng ta, cậu không cần từ chức. Trương Dương mỉm cười nói, trách nhiệm dù sao cũng phải có người đứng ra gánh vác, văn hóa vệ sinh vốn là nằm trong phạm vi quản lý của tôi không gánh chịu, cái trách nhiệm này cũng không thể để cho người khác đến gánh. Tôn Đông Cường gật đầu, ông phát hiện ra chỉ cần thay đổi góc nhìn vấn đề, sẽ nhìn thấy từ trên người của Trương Dương những điểm sáng và chỗ khả ái. Trương Dương nói, Trần Gia Niên và Kim Lỗi hai người đều là người có suy nghĩ, công tác của tôi có thể giao cho bọn họ tạm thời xử lý, thằng nhãi này trông vó vẻ đạo đức tốt, chỉ là có chút mùi vị lâm trận thoái lui. Tôn Đông Cường nói, Trương Dương, thật ra chuyện này chưa chắc là xấu như cậu nghĩ đâu. Trương Dương đem thư từ chức đã viết xong từ lâu giao cho Tôn Đông Cường, cứ chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Tự mình từ chức tốt hơn là bị người ta đuổi. Sự thật chứng minh, Trương Dương đã nhìn rất xa. Vào buổi chiều cùng ngày, thường ủy của Phong Trạch đã được mời họp khẩn cấp. Chuyện Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch lấy thận của người ta đã bị Lưu Nguyên Kim kiện lên trên tỉnh, và băng ghi hình quả nhiên là lọt vào trong tay của ông ta. Thật ra trong hệ thống y tế này, không ít bệnh viện đã lợi dụng phương pháp tương tự để lấy thận và những thứ khác. Bình thường thì không có gì xảy ra cả,
có một số việc vĩnh viễn là nguyên tắc ngầm trong một số ngành nghề, không ai đi khiển trách ai cả, chỉ là khi chuyện lộ ra. Thì người đó S4 trở thành nơi hứng chịu đầu sóng ngọn gió, trở thành tiêu điểm của mọi người, trong lúc nhất thời, Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch đã trở thành chuột chạy qua đường bị người ném đá. Sắc mặt của Bí thư Thị ủy Thẩm Khánh Hoa âm trầm vô cùng, biểu tình phẫn nộ, ông ta dùng một câu thành ngữ làm chấn động nhân tâm, kẻ khác giận sôi. Nói xong, Thẩm Khánh Hoa dừng lại chừng nửa phút, sau đó mới nhấn mạnh thêm ngữ khí, tôi rất đau lòng không gì sánh được, chuyện như vậy tự nhiên lại xảy ra ở Phong Trạch, xảy ra ở Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch chúng ta, tôi không biết trong đầu của một số cán bộ chúng ta rốt cục là có suy nghĩ hay không. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, lẽ nào bọn họ không hiểu, vô luận là bọn họ xuất phát từ mục đích gì, thì loại chuyện này đều không thể tha thứ, bởi vì có hành vi của vài người. Đã làm cho danh dự của Phong Trạch bị tổn hại nghiêm trọng, làm cho hình tượng Phong Trạch bị bôi đen nghiêm trọng, lần này tôi nhất định phải truy cứu trách nhiệm, làm cho những quan viên tương quan phải chịu trách nhiệm tương ứng. Toàn thể thường ủy ngồi lặng ngắt như tờ, lúc này không ai muốn mở miệng, ai cũng có thể nhìn ra là bí thư Thẩm đang nổi nóng, trong tỉnh đã hỏi tội xuống, nên mặt mũi của vị bí thư thị ủy này đã không còn dễ coi. Thẩm Khánh Hoa nói, năm nay thị phi không ngừng. Kỳ thi vào đại học của ngành giáo dục thì bị rối loạn kỷ cương, y tế thì làm ra chuyện lấy thật, đây là những chuyện tạo thành ảnh hưởng ác liệt trong phạm vi toàn tỉnh, tôi muốn hỏi một câu, lãnh đạo chủ quản làm ăn cái gì kiểu gì vậy? Không ai dám phát biểu, bởi vì chủ quản văn hóa vệ sinh là Trương Dương, nhưng Trương Dương vẫn chưa có tư cách tham gai vào hội nghị thường ủy. Thẩm Khánh Hoa nói, lần này nhất định phải xử lý nghiêm ngặt, tuyệt đối không nhân nhượng. Thị trưởng Tôn Đông Cường lúc này mới lên tiếng. Ông ta đặt một đơn từ chức lên trên bàn, bình tĩnh nói, xét thấy trong hệ thống y tế xuất hiện sự kiện ác liệt, chủ quản công tác văn hóa vệ sinh phó thị trưởng Trương Dương Đờ Sáu Ổng Chí, đã từ chức nhận lỗi, đem báo cáo tương quan gửi lên thành phố, đồng chí Trương Dương còn biểu thị, hắn muốn phụ trách chuyện đã xảy ra lần này trong hệ thống y tế. Thẩm Khánh Hoa hơi sửng sốt, ông không ngờ phản ứng của Trương Dương lại đúng lúc như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội tốt, đang chuẩn bị đá thằng nhãi này một đá. Không ngờ rằng ông còn chưa kịp vung chân, thì người ta đã chạy thoát, một đá này đá vào khoảng không, làm cho trong lòng của Thẩm Khánh Hoa nhất thời có chút mất mát. Tôn Đông Cường nhìn Thẩm Khánh Hoa, vẻ mặt của ông tuy rằng bình tĩnh, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ khiêu khích, sự kiện lấy thận lần này, điểm xuất phát của Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch cũng là tốt, bọn họ ôm suy nghĩ chữa bệnh cứu người, chỉ là bọn họ suy nghĩ không đủ, không nghĩ đến cảm thụ của phạm nhân, quên mất đi hai chữ nhân đạo. Cho nên là người chịu trách nhiệm bên phía bệnh viện trong sự kiện này, tôi đề nghị miễn đi toàn bộ chức vụ hành chính của Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch Lương Phương. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, cái này cũng là dự định lúc đầu của ông. Tôn Đông Cường nói đến đó vẫn chưa kết thúc, ông tiếp tục nói, Bí thư Thẩm đã nói qua, chúng ta cần phải truy cứu trách nhiệm tương quan, đem tất cả quan viên có liên quan ra chịu trách nhiệm. Bệnh viện có trách nhiệm, Cục Y tế giám thị bệnh viện cũng khó thoát truy cứu. Tôi đề nghị miễn đi tất cả chức vụ hành chính của đồng chí Phùng Xuân Sinh. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Thẩm Khánh Hoa, ai cũng biết Phùng Xuân Sinh là cán bộ do một tay Thẩm Khánh Hoa đề bạt lên, là một trong các bộ hạ cũ của ông ta, Tôn Đông Cường Tôn Đông Cường Tôn Đông Cường Tôn Đông Cường làm như vậy chính là đang vuốt râu cọp. Thẩm Khánh Hoa nhìn Tôn Đông Cường, trong ánh mắt toát ra lửa giận, biết rõ là Tôn Đông Cường cố ý nương cơ hội này để gạt bỏ lực lượng bên người ông. Nhưng mà ngay cả Trương Dương cũng đã từ chức rồi, thì thân là Cục trưởng Cục Y tế, Phùng Xuân Sinh cũng không có khả năng không gánh trách nhiệm. Thẩm Khánh Hoa rõ ràng, chiêu này của người ta là cho dù tổn thất 10.000, cũng muốn giết địch 5.000, Trương Dương và Tôn Đông Cường rõ ràng có quan hệ mật thiết, hai người hợp sức chơi một chiêu này, hy sinh Trương Dương, đem chuyện này dẹp loạn xuống, sau đó còn đâm một cái sau lưng Thẩm Khánh Hoa. Trong lòng Thẩm Khánh Hoa thấy rất uất ức. Cái chức phó thị trưởng của Trương Dương bây giờ có thể không cần làm, bởi vì bây giờ hắn đã có chức tổng chỉ huy hiện trường của hạng mục sân bay mới, chỉ cần sân bay xây xong, thì chuyện tình bên Phong Trạch khẳng định phải buông xuống, cái này đơn giản chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bởi vì hắn, mà Phùng Xuân Sinh hy sinh có chút oan uổng, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, ông ta không thể không làm được, Thẩm Khánh Hoa đành phải cắn răng nuốt giận vào trong bụng, gật đầu nói tôi đồng ý với ý kiến của thị trưởng Tôn. Trương Dương từ chức tại Phong Trạch đã tạo thành một oanh động tương đối lớn, sau khi tin tức được truyền ra, một đống người gọi điện thoại đến hầu như đã muốn làm cái điện thoại di động tội nghiệp của hắn muốn nổ tung, Trương Dương cảm thấy rất phiền, cho nên thẳng tay tắt điện thoại luôn,
toàn bộ buổi chiều đều cùng Lương Thành Long ở trong khách sạn Bạch Lộ sử dụng dịch vụ tắm hơi mới vừa đưa vào sử dụng. Sau khi tắm hơi xong, hai người ngồi trong phòng khách quý nghỉ ngơi, Lương Thành Long châm một điếu thuốc, cười nói, bạn thân, xin lỗi nha, tôi phát hiện ra mình đúng là ngôi sao xui xẻo, vừa mới đến Phong Trạch, thì cái chức phó thị trưởng của cậu cũng xong luôn. Trương Dương cười nói, giao quyền lực bên Phong Trạch này là chuyện sớm muộn rồi, bí thư Đỗ đã sớm thúc giục tôi đem chuyện bên này buông ra, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong hạng mục xây dựng sân bay mới. Lương Thành Long nói, Phong Trạch chỉ là một cái ao nhỏ, căn bản là không giữ được một con rồng lớn như cậu. Trương Dương cười ha hả nói, cậu đừng có nịnh nọt tôi, nói thế nào thì chuyện gọi thầu này cũng phải làm theo từng bước trình tự. Lương Thành Long nói, cái này không cần cậu nhắc nhở, nên làm thế nào, trong lòng tôi rất rõ ràng, sau sự kiện sân thể dục Đông Giang, tôi đã cẩn thận suy nghĩ, muốn làm ăn lâu dài, muốn phát triển không ngừng, thì phải làm kiên định một việc, công trình không có kỹ thuật và chất lượng cao, mà chỉ dựa vào quan hệ, thì cuối cùng người không may chỉ có bản thân mình. Trương Dương nói, cậu rốt cục đã thông suốt rồi. Lương Thành Long nói, làm ăn nhiều năm như vậy, càng ngày càng phát hiện ra kinh doanh đàng hoàng mới là đạo lý, có câu vàng thật không sợ lửa, nếu tôi có đủ tự tin, thì sẽ không tham gia vào lần gọi thầu này. Trương Dương cười cười không nói gì, ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại, tựa hồ như chuẩn bị ngủ. Lương Thành Long đặt hai tay trước ngực, con đường chúng ta không giống nhau, cậu đi trên đường làm quan, còn tôi đi đường làm ăn, vô luận là đi đường nào, nếu muốn đi được lâu dài, thì nhất định phải đưa ánh mắt ra lâu dài, cuộc đời không có chừng mực, bị lá che mắt nhìn thấy Thái Sơn, chỉ biết dừng lại phía trước. Tuy rằng tôi không có kiến thức sâu rộng về xây dựng, nhưng mà kinh nghiệm mấy năm nay đã làm cho tôi học tập được một ít, tôi sẽ không vấp ngã hai lần vào cùng một chỗ. Trương Dương cười nói, chuyện của cậu và Bạch Yến thế nào rồi? Lương Thành Long cười khổ nói, chẳng có gì cả, không phải là tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi và cô ta không có quan hệ gì cả, con người sống trên đời này luôn có một lúc ngộ, bây giờ tôi đã tỉnh ngộ, đàn bà cái gì, tình cảm giác gì, tất cả chỉ đều là hoa trong gương, trăng trong nước, ý là giả dối, cái quan trọng nhất chính là bản thân mình. Trương Dương nói, cái đó hình như là ích kỷ. Lương Thành Long nói, người ích kỷ mới không bị ràng buộc, hắn thở dài nói, cuộc sống của tôi đã hỏng bét rồi, tôi không muốn sự nghiệp của mình phải đối mặt với tình cảnh tương tự, cho nên sau này tôi sẽ đem toàn bộ tinh lực tập trung lên sự nghiệp, tôi muốn cho mọi người nhìn thấy, đối với Lương Thành Long tôi mà nói, cái quan trọng nhất không phải là đàn bà. Trương Dương nói, thật ra cậu và Lâm Thanh Hồng rất xứng, cố gắng quý trọng đi. Lương Thành Long có vẻ buồn vô cớ, nói, một món đồ sứ đã vỡ rồi, vô luận là cậu làm cách nào, thì vết nứt luôn tồn tại trên mặt của nó. Thanh Hồng tuy rằng không còn nhắc đến chuyện ly hôn với tôi, nhưng mà chúng tôi muốn khôi phục lại trạng thái của lúc trước, căn bản là không có khả năng. Nói đến đây, hắn không khỏi liếc nhìn Trương Dương, lão đệ, nghe tôi khuyên một câu, tình cảm là một con dao hai lưỡi, chơi không cẩn thận thì sẽ làm bị thương bản thân. Trương Dương nói, tôi không phải là chơi đùa tình cảm, tôi là thật tâm đối đãi. Cậu sao? Trương Dương đặt hai tay sau đầu, nhẹ giọng nói, cảnh giới của tôi, cậu vĩnh viễn không thể hiểu được. Cảnh giới của Trương Đại Quan Nhân thì Lương Thành Long đúng là không cách nào tưởng tượng, mà trên đời này có mấy ai tưởng tượng được, dù sao thì hắn ta cũng là người sống hai cuộc đời, mà con người sống trên thế giới này, rất ít ai trải qua được một việc đặc thù như thế. Thư từ chức của Trương Dương tại Phong Trạch tuy rằng không có gặp phải trở ngại gì, nhưng mà đưa lên Giang Thành thì nhanh chóng bị trả trở về. Ý kiến trả lời của Đỗ Thiên Dã rất đơn giản, thân là một cán bộ quốc gia, không phải nói mặc kệ là có thể mặc kệ, đảng cho anh chức vụ không phải để anh hưởng thụ sự vui vẻ của quyền lực, mà là muốn anh thành thật gánh vác trách nhiệm của mình, xảy ra chuyện thì muốn trốn tránh, cái này không phải là một phong phạm biểu hiện ra ngoài của một quan viên. Đỗ Thiên Dã vì chuyện của Trương Dương mà đặc biệt gọi điện thoại cho Thẩm Khánh Hoa, chuyện lấy thận xảy ra trong thời gian Trương Dương đi học tập cải cách tinh thần văn minh. Trương Dương không nên chịu trách nhiệm về chuyện này, mà trong khi Trương Dương rời đi thì công tác của hắn là do Phó Thị trưởng tạm giữ chức Vương Hoa Chiêu tiếp quản, nói đến gánh chịu trách nhiệm thì cũng phải do Vương Hoa Chiêu gánh chịu. Thẩm Khánh Hoa không ngờ Đỗ Thiên Dã che chở cho Trương Dương đến tình trạng này, chỉ là lời nói của Đỗ Thiên Dã cũng rất có đạo lý, lúc xảy ra sự kiện lấy thận, Trương Dương quả thật đang ở Tĩnh Hải, khi đó công tác văn hóa vệ sinh giao cho Vương Hoa Chiêu, cái loại Phó Thị trưởng tạm thời như Vương Hoa Chiêu. Gần rời trước rồi, cho dù có bắt hắn chịu trách nhiệm, thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Đỗ Thiên Dã cuối cùng cho Thẩm Khánh Hoa một đề nghị,
việc rối loạn kỷ cương trong kỳ thi vào đại học đã chứng minh rằng Trương Dương không thích hợp làm công tác văn hóa vệ sinh, điểm mạnh của hắn chính là chiêu thương, mà chủ quản thương nghiệp phó thị trưởng Lâu Quang Lượng thì đã bị cách chức, đem công tác chiêu thương giao cho Trương Dương, công tác văn hóa vệ sinh thì chọn người thích hợp, an bài như vậy càng có lợi với tính chủ quan của các bộ. Thẩm Khánh Hoa sau khi nói chuyện điện thoại với Đỗ Thiên Dã xong, tâm tình buồn phiền đến cực điểm, ông ta biết Đỗ Thiên Dã luôn thiên vị cho Trương Dương, chỉ là ông thật không ngờ Đỗ Thiên Dã lại thiên vị đến trình độ này. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch Lương Phương bị miễn chức, Cục trưởng Cục Y tế Phong Trạch Phùng Xuân Sinh bị miễn chức, ngay Phó thị trưởng tạm giữ chức Phương Hoa Chiêu cũng bị đến thời hạn mã chức, để cho hắn ta phụ trách chịu này cũng không sao. Còn Trương Dương, bởi vì lúc đầu ông đã kiếm cớ đuổi đi, bắt hắn ta đến Tĩnh Hải học tập tinh thần văn minh kiến thiết gì đó, cho nên may mắn phân rõ giới hạn với sự kiện lấy thận lần này. Thẩm Khánh Hoa không thể không cảm thán Trương Dương may mắn tốt số, cảm thán xong ông không khỏi có chút hối hận, vì sao lúc trước mình lại muốn đưa Trương Dương đi đến Tĩnh Hải học tập, sự kiện này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo mà ông muốn nắm trong tay rồi. Lúc Tề Quốc Viễn đến văn phòng làm việc của Thẩm Khánh Hoa, thì vị lão bí thư này đang hút thuốc, ngồi bên cạnh cửa sổ, không biết là đang nghĩ cái gì, nghe thấy tiếng bước chân của Tề Quốc Viễn, Thẩm Khánh Hoa nói, Quốc Viễn, tìm tôi có việc gì? Tề Quốc Viễn nói, bí thư Thẩm, về chuyện quy hoạch và di rời cho sân bay, tất cả dân chúng Lương Gia Bình đã ký tên vào hiệp nghị quy hoạch, đây là bản sao văn kiện mà bọn họ đã ký tên, ông xem đi. Thẩm Khánh Hoa không nhịn được lắc đầu nói, loại chuyện này không cần nói với tôi, Phong Trạch có nhiều chuyện như vậy tôi còn chưa lo xong, sân bay mới này không phải là có người phụ trách sao? Cậu đi tìm hắn chứ không phải tìm tôi. Tề Quốc Viễn có chút xấu hổ đứng đơ ra đó. Lời nói của Thẩm Khánh Hoa đã làm cho ông ta có chút miên man không ngớt, Thẩm Khánh Hoa tựa hồ cũng ý thức được điểm này, ông ta dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chỉ là khói thuốc vẫn bay từ trong ra. Chỉ vào cái ghế bên cạnh, nói Quốc Viễn, ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút. Tề Quốc Viễn không dám vi phạm ý tứ của ông ta, thành thật ngồi xuống bên cạnh Thẩm Khánh Hoa, bí thư Thẩm, ông nên chú ý đến thân thể, hình như gần đây ông gầy đi rất nhiều. Thẩm Khánh Hoa nói, Phong Trạch xảy ra việc liên tục. Tôi muốn mập cũng mập không nổi. Tề Quốc Viễn cười cười, ông đã làm việc bên cạnh Thẩm Khánh Hoa nhiều năm, đối với tác phong khi gặp chuyện không may của Thẩm Khánh Hoa cũng có chút hiểu biết. Ông thấp giọng nói, thật ra ngày đó trong hội nghị thường ủy tôi đã muốn nói, chỉ là suy nghĩ lại, nói riêng với bí thư Thẩm thì thỏa đáng hơn. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, cổ vũ Tề Quốc Viễn tiếp tục nói. Tề Quốc Viễn nói, bí thư Thẩm, tôi nói thật tình, ông cũng không nên tức giận. Thẩm Khánh Hoa không nhịn được nói, cậu có việc thì cứ nói, tôi thích nhất là trực tiếp nói ra, đừng có giải dòng. Tề Quốc Viễn nói, tôi thấy ông không đủ coi trọng hạng mục công trình xây dựng sân bay mới. Thẩm Khánh Hoa nhíu nhíu mày, trên mặt đã biểu lộ ra một vẻ hơi giận. Tề Quốc Viễn nói, hạng mục sân bay mới này là một trong các công trình lớn nhất tại Giang Thành, có thể nói là liên quan đến sự phát triển sau này của Giang Thành, liên quan đến hình tượng của Giang Thành. Mà hạng mục sân bay mới này được chọn tại Phong Trạch, đối với Phong Trạch mà nói là một cơ hội hiếm có vô cùng, bên Phong Trạch chúng ta hẳn là nên biểu hiện tích cực hơn nữa, chỉ là có người cảm thấy ông không quan tâm đến chuyện này lắm. Thẩm Khánh Hoa nói, tôi làm sao không quan tâm, tôi không phải là đã nhấn mạnh rằng phải phối hợp toàn lực với công trình xây dựng sân bay mới trong hội nghị thường ủy rồi sao? Cậu còn muốn tôi quan tâm thế nào? Trong lãnh đạo chúng ta đã có rất nhiều người là thành viên của bên xây dựng. Cũng có rất nhiều cố vấn, Phong Trạch chúng ta còn chưa đủ phối hợp sao? Tề Quốc Viễn bỗng nhiên ý thức được mình không nên nhắc đến chuyện này, vì sự kiện sân bay này sẽ chạm đến cái mẫn cảm nhất của Thẩm Khánh Hoa, chiêu thức của Trương Dương quả thật cũng quá đáng, Thẩm Khánh Hoa dù sao cũng là bí thư thị ủy Phong Trạch, về tình về lý thì cũng phải cho ông ta một chút mặt mũi, nhiều thường vụ, lãnh đạo đều được tiến vào trong ban chỉ huy sân bay, tuy rằng chỉ là mang tính chất danh dự, nhưng dù sao cũng có tên của bọn họ. Chỉ có vị bí thư thị ủy Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa này thì tự nhiên lại không được mời. Ngay cả cố vấn cũng không, cũng khó trách Thẩm Khánh Hoa lại tức giận. Thẩm Khánh Hoa nói, tôi thật sự không hiểu, vì sao lãnh đạo cấp trên lại dùng một cán bộ không cẩn thận như vậy. Cậu nói xem, từ khi hắn đến Phong Trạch, đã làm ra bao nhiêu chuyện phiền toái. Công tác văn hóa vệ sinh phân công cho hắn quản lý thì liên tiếp xảy ra chuyện, bây giờ lại còn giao một nhiệm vụ quan trọng như xây dựng sân bay mới cho hắn. Lỡ như xảy ra vấn đề, thì ai đến gánh chịu trách nhiệm này đây? Thẩm Khánh Hoa đã nghẹn cục tức này lâu rồi, mấy câu nói hôm nay của Tề Quốc Viễn đã làm cho cơn tức của ông tuôn trào. Tề Quốc Viễn âm thầm kêu khổ, đã biết khổ sao còn đến,
nếu như biết Thẩm Khánh Hoa đang nổi nóng, thì ông tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Thẩm Khánh Hoa nói, văn hóa xảy ra chuyện, Lưu Cường đến gánh chịu trách nhiệm, y tế xảy ra việc không may thì để cho Phùng Xuân Sinh gánh chịu trách nhiệm, bản thân hắn là thị trưởng phân công quản lý, ngoại trừ làm thư từ chức để phô trương thanh thế ra, thì căn bản là không có bất luận tổn thất nào hết, một cán bộ trẻ tuổi có gan làm không có gan nhận như vậy, làm sao có thể phục chúng. Bí thư Thẩm tức đến nổi vỗ bàn cái bốp. Tề Quốc Phiễn nhẫn nhịn nghe Thẩm Khánh Hoa phát ra bực tức trong lòng, vị bí thư thị ủy này sau khi phát tiết xong, khoát tay áo nói cậu đi làm việc của mình đi. Tề Quốc Phiễn lần này giống như là chút được gánh nặng rời khỏi phòng làm việc của bí thư thị ủy. Ông trực tiếp đi đến văn phòng làm việc của thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên. Bản sao văn kiện có chữ ký của dân chúng Lương Gia Bình là do Trần Gia Niên giao cho ông, kêu ông đến đưa cho Thẩm Khánh Hoa, ai mà ngờ bí thư Thẩm nổi điên lên mắng một trận, nếu mà Tề Quốc Phiễn biết, nói cái gì cũng sẽ không làm thay cho Trần Gia Niên chuyện này. Tề Quốc Phiễn đi vào trong phòng làm việc của Trần Gia Niên, tức giận nén bản sao hiệp nghị về quy hoạch và di rời có chữ ký của thôn dân Lương Gia Bình lên bàn làm việc, chỉ vào mặt của Trần Gia Niên mắng, lão Trần ơi là lão Trần, ông đúng là không phải thứ tốt, làm hại tôi bị ông chủ lớn mắng cho một trận. Trần Gia Niên nói, ai mà không biết hai người có quan hệ lâu năm chứ, đánh là thân mắng là yêu, ông ta chửi là bảo vệ ông đấy. Tề Quốc Phiễn thở dài nói, bí thư Thẩm tức đến điên rồi, trong tỉnh gọi điện xuống, biểu thị rõ ràng là không đồng ý để Trương Dương từ chức, sự kiện lấy thận này xảy ra trong thời gian Trương Dương đi học tập tại Thính Hải, công tác thì giao cho Vương Hoa Chiêu tiếp quản, cho nên trong tỉnh cho rằng trách nhiệm hẳn là do Vương Hoa Chiêu gánh chịu. Thật sao, trên mặt của Trần Gia Niên mang theo một ý cười. Tề Quốc Phiễn kỳ quái nhìn Trần Gia Niên, nói ông cười cái gì? Vui vì thấy người gặp họa. Trần Gia Niên nói, tôi làm gì có tâm tình đó, nhưng mà tỉnh nói cũng có đạo lý lắm, trong chuyện này Trương Dương quả thật là vô tội, súng của bí thư Thẩm đã bắn không đúng chỗ rồi. Tề Quốc Phiễn nhìn ra ngoài cửa, tuy rằng cửa phòng đã đóng, nhưng mà ông vẫn có chút chột dạ, đi qua, mở cửa phòng, xác định là bên ngoài không có ai, mới khóa trái của phòng lại, trở về ngồi xuống bên cạnh Trần Gia Niên, thấp giọng nói, thông qua chuyện này có thể thấy được, cấp trên đã bất mãn với ông chủ lớn của chúng ta rồi. Trần Gia Niên cũng gật đầu đồng cảm, hạ giọng nói, bí thư Thẩm quá tiêu cực trong chuyện sân bay. Ông dừng lại một chút, giọng nói lại nhỏ hơn nữa, Quốc Phiễn, ông có nghe nói hay không, bây giờ có người đồn chuyện ở Lương Gia Bình là do bí thư Thẩm làm ra. Tề Quốc Phiễn mở to hai mắt ra, dùng sức lắc đầu nói, không có khả năng, tuy rằng bí thư Thẩm cố chấp bảo thủ, nhưng mà chuyện như vậy, ông ta sẽ không làm. Trần Gia Niên nói, không có lửa thì làm sao có khói, bí thư Thẩm tuổi càng lớn, thì dục vọng về quyền lực càng mạnh, tỉnh đầu tiên là phái Tôn Đông Cường đến, rõ ràng là chuẩn bị tiếp nhận vị trí của ông ta, sau đó lại cho Trương Dương đến, mà hắn và bí thư Thẩm không ngừng va chạm, Trương Dương không giống như Tôn Đông Cường, hậu trường của hắn rất mạnh. Tề Quốc Phiễn thở dài nói, Triệu Quốc Đống, Mạnh Tông Quý, Lưu Cường, Lâu Quang Lượng, cả đám đều bị lôi xuống ngựa, mà mấy việc này đều có liên quan đến Trương Dương. Trần Gia Niên nói, bây giờ còn có Phùng Xuân Sinh, còn có những cán bộ thôn trấn bị lôi xuống trước đó, ông tin tất cả cái này là trùng hợp xa. Tề Quốc Phiễn lắc đầu nói, tin tưởng mới là lạ, xem ra cấp trên thật sự là muốn động vào bí thư Thẩm. Chương 438, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trước khi bão tố đến, chim én sẽ bay thấp lại, con kiến thì tranh thủ dọn nhà, đây đều là bản năng cầu sinh và tập tính của sinh vật, xét cho cùng đều là chủ động lẫn tránh nguy hiểm cả, con người cũng thế thôi. Trần Gia Niên và Tề Quốc Phiễn từ các dấu hiện đã nhận ra trước, cục diện chính trị tại Phong Trạch đã đến hồi thay đổi, hai người đều bắt đầu tính toán cho bước đi tiếp theo, Tề Quốc Phiễn và Trần Gia Niên đều là cán bộ do một tay của Thẩm Khánh Hoa đề bạt lên, nhưng không có nghĩ là bọn họ sẽ vĩnh viễn đi theo bước chân của Thẩm Khánh Hoa, sinh mệnh chính trị của Thẩm Khánh Hoa đã đi đến hoàng hôn rồi, nhưng mà bọn họ vẫn muốn tiếp tục đi trên con đường này, ai mà không lo lắng cho tương lai của mình chứ. Vương Hoa Chiêu còn chưa đến một tuần nữa là đến thời gian mãn chức rồi, hắn không ngờ rằng trước khi đi còn chịu tiếng xấu thay cho người khác nữa, tuy rằng chuyện này đối với con đường làm quan sau này của Vương Hoa Chiêu cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hắn cảm thấy có chút uất ức. Trong chuyện này Trương Dương hình như còn chút băn khoăn, cho nên đã đặc biệt đi tìm Vương Hoa Chiêu, hắn và Vương Hoa Chiêu quen biết cũng không tính là ngắn, hai người ở đối diện nhau trong ký túc xá, nhưng mà giữa Trương Dương và Vương Hoa Chiêu cũng không có gì gọi là thâm giao cả. Vương Hoa Chiêu bởi vì luôn giữ một khoảng cách nhất định trong việc đối nhân xử thế, cho nên hắn ta và các cán bộ Phong Trạch đều duy trì một khoảng cách nhất định,
không ai thật sự xem hắn trở thành một người trong thể chế của Phong Trạch cả. Cho nên Vương Hoa Chiêu có chút tự do ngoài rìa, lừa dối mà sống qua ngày, có thể nói hắn ta cũng chẳng có làm bất kỳ chuyện gì gọi là thực tế ở Phong Trạch cả. Hồi tưởng lại cuộc đời 2 năm tạm giữ chức của hắn, thành tích hầu như là bằng không, chỉ là trước khi đi, thì lại bị ảnh hưởng bởi sự kiện lấy thận này. Vương Hoa Chiêu thấy rất oan uổng, cục văn hóa vệ sinh vốn không phải là chuyện của hắn, chỉ là Trương Dương đi học tập, cho nên hắn tạm thời giữ quyền trong 1 tháng, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này. Lần này Trương Dương trở về ký túc xá của mình, nhưng mà không đi đến cửa, mà trực tiếp gõ cửa phòng đối diện của Vương Hoa Chiêu. Vương Hoa Chiêu đang ở nhà, thu dọn hành lý của mình, chuẩn bị cho vài ngày sau rời khỏi Phong Trạch, thấy Trương Dương bước vào, hắn cười cười, vươn 2 tay ra nói, tôi đang dọn đồ, tay dơ lắm, cậu tự rót nước uống nha. Trương Dương cũng không khách khí với hắn, ngồi xuống ghế sofa, có cần hỗ trợ cái gì không? Vương Hoa Chiêu lắc đầu, đặt hành lý vào một góc, đi đến phòng bếp rửa tay sạch sẽ rồi trở lại, cất giọng hỏi cậu uống trà hay cà phê? Trà đi. Vương Hoa Chiêu đi lấy thiết quan âm ra pha, đi đến bên cạnh Trương Dương ngồi xuống, thấy Trương Dương có mang theo một cái túi, có chút tò mò hỏi, bên trong có gì vậy? Trương Dương cười nói, một chút đặc sản địa phương, biết anh phải đi, cho nên đến tặng anh một chút đồ. Vương Hoa Chiêu cười nói, đối với tôi tốt như vậy à? Trương Dương nói, đồng sự một thời gian, cũng là hàng xóm một thời gian, hơn nữa, tôi có thẹn trong lòng, luôn thấy có lỗi với anh. Trương Đại Quan Nhân nói đúng, lần này Vương Hoa Chiêu quả thật đã chịu tiếng xấu thay cho hắn, có chút chuyện phải nói rõ ngay mặt, vì Trương Dương không thích thiếu nợ người khác. Vương Hoa Chiêu nói, có cái gì có lỗi với tôi chứ? Đèn đường ở ngoài kia, lúc nào cũng có thể rớt xuống, chỉ là 100.000 người đi qua không sao, đến lúc tôi đi qua thì rớt trúng đầu tôi chỉ có thể nói là số phận không may thôi. Trương Dương nói, văn hóa vệ sinh là do tôi phụ trách, bây giờ chuyện này lại tính lên trên đầu anh. Vương Hoa Chiêu rộng rãi vỗ vai của Trương Dương, nói thật nha, trong lòng tôi quả thật cũng có chút uất ức, chỉ là tỉnh táo suy nghĩ lại, tôi gánh chịu trách nhiệm không sai, lúc chuyện kia xảy ra, tôi tiếp quản công tác thay cho cậu, tiếp quản không chỉ có quyền lực, mà còn bao gồm cả trách nhiệm, Trương Dương, cậu không nợ tôi cái gì cả, là tôi tự đụng phải hỏng súng, tôi không trách bất kỳ kẻ nào. Trương Dương nói, thư từ chức của tôi đưa lên, nhưng đã bị cấp trên trả trở về. Vương Hoa Chiêu nói, tôi tin tưởng số phận, vận mệnh của người và người là khác nhau, tôi đến Phong Trạch tạm giữ chức, làm chuyện gì cũng không cầu công cũng không cầu tiến, có cậu để ý đến tôi như vậy, nhưng đến cuối cùng lại không khỏi phạm vào sai lầm, cậu làm việc rất phô trương, phong cách của cậu hoàn toàn khác hẳn với tôi, chỉ là đến cuối cùng cậu là luôn có thể gặp dữ hóa lành, số phận của hai chúng ta hoàn toàn khác nhau. Trương Dương cười nói, anh là một cán bộ quốc gia mà tự nhiên lại mê tín. Vương Hoa Chiêu nói, cán bộ quốc gia mê tín như tôi rất nhiều, hắn đưa tách trà cho Trương Dương, nói chuyện này tôi gánh chịu là phù hợp nhất, dù sao thì tôi cũng là người phải đi, đảng cảnh cáo và xử phạt thôi, chứ không ghi vào hồ sơ. Trương Dương nói, lần này sau khi trở về có phải là anh đến nhậm chức tại phòng khoa học kỹ thuật của tỉnh không? Vương Hoa Chiêu nói, công tác trên cơ bản đã xác định. Nói là đến Lam Sơn đảm nhiệm cục trưởng cục nông nghiệp. Trương Dương có chút hâm mộ nói, cấp chính sử à? Vương Hoa Chiêu nhìn ra vẻ hâm mộ của hắn, không khỏi cười nói, cậu không cần nóng ruột, cấp chính sử của tôi cũng không có quyền lực gì, còn tổng chỉ huy hiện trường sân bay như cậu mới là nắm quyền. Trương Dương nói, tôi mời ăn. Vương Hoa Chiêu nói, không được, tôi còn phải đi đón bạn gái của tôi nữa. Trương Dương không khỏi nhớ đến một buổi tối đầu tiên khi đến Phong Trạch. Bạn gái của Vương Hoa Chiêu là Tằng Lệ Bình đến thăm hắn, hai người ở sát bên vách chiến đấu rất hăng hái, Trương Đại Quan Nhân nghe được động tĩnh của hai người, làm trằn trọc cả một đêm không ngủ. Thời gian trôi qua thật là nhanh, không nháy mắt đã đến lúc mãn hạn tạm giữ chức của Vương Hoa Chiêu. Trương Dương nói, vậy, buổi tối cùng nhau ăn, bát chân cư, đón gió tẩy trần cho bạn gái của anh, thuận tiện làm tiệc tiễn biệt anh. Vương Hoa Chiêu nhìn ra Trương Dương rất muốn bồi thường một cái gì đó. Nếu như tiếp tục từ chối ý tốt của đối phương thì đúng là không biết nên nói thế nào cho phải, vì vậy gật đầu nói, được, quyết định vậy đi, chúng ta tùy tiện một chút là được. Lúc Trương Dương rời khỏi khu nhà, thì đúng lúc gặp phải Thẩm Khánh Hoa, mẹ ruột của Thẩm Khánh Hoa đang đi bộ dưới lầu, Lưu Lão Thái Thái tháng trước không may bị trúng gió, nằm bệnh viện hết 1 tháng, nay mới được Thẩm Khánh Hoa đón về nhà. Trương Dương gặp mặt rồi thì khẳng định là phải chào hỏi, hắn cười nói, xin chào bí thư Thẩm. Thẩm Khánh Hoa gật đầu,
trên mặt không hề có bất kỳ ý cười nào cả, mỗi lần nhìn thấy Trương Dương thì trong lòng ông lại dâng lên một cảm giác khó chịu, từ khi thằng nhãi này đến Phong Trạch, thì không ngừng khiêu chiến quyền uy của mình, Thẩm Khánh Hoa ừ một tiếng, làm lãnh đạo thì không thể nào biểu hiện ra sự hẹp hòi quá mức, nhất là loại đứng đầu như ông, cần phải tỏ ra ý chí của bản thân. Trương Dương cũng thân thiết cúi người xuống, nắm lấy tay của Lưu Lão Thái Thái nói, Lưu Đại Nương, ngài bị làm sao vậy? Lão Thái Thái cười với Trương Dương một cái, mà nụ cười này thì đúng là lợi hại, bà ta biết về Trương Dương, cũng thông qua con nuôi của bà là Mạnh Tông Quý, ông ta đã nói xấu về Trương Dương không ít trước mặt bà, cho nên Lão Thái Thái đương nhiên cũng không có hảo cảm gì với Trương Dương cả. Trương Dương nói, Bí thư Thẩm, Đại Nương bị bệnh, ông cũng không nói một tiếng, tôi cũng có thể đến thăm một chút. Thẩm Khánh Hoa miễn cưỡng nở nụ cười, không cần phiền phức. Trương Dương nắm lấy cổ tay của Lưu Lão Thái Thái, nhân cơ hội giúp bà ta bắt mạch chẩn bệnh một chút, Trương Dương nói, Lưu Đại Nương bị phong hàn nhập thể. Thẩm Khánh Hoa cười chẳng đáng, nói, mùa hè nóng nực thì làm sao mà có phong hàn cái gì? Ông ta không rõ trước mắt mình chính là đệ nhất danh y đại tùy. Trương Dương nói, tôi có học qua một chút trung y, trước khi Lưu Đại Nương phát bệnh hẳn là đã tiếp xúc với nước, ừ, hẳn là sau khi tắm xong thì đột nhiên trúng gió. Thẩm Khánh Hoa nghe đến đó thì thầm giật mình, mẹ sau khi tắm xong bị trúng gió ngoại trừ bác sĩ biết, thì cũng không nói cho bất kỳ ai cả, tên nhóc này làm sao mà biết chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, miệng mồm của bác sĩ cũng không kín đáo, trong thiên hạ cũng không có bức tường nào cản được gió cả. Thẩm Khánh Hoa nói, Tiểu Trương à, tôi phải đưa Lão Thái Thái trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì sau hãy nói, ông ta không muốn tiếp tục nói chuyện với Trương Dương nữa. Nhưng Trương Dương lại nói, Bí thư Thẩm à, phong hàn trong cơ thể của Đại Nương nếu như không trừ hết, thì sợ rằng bệnh của bà sẽ nhanh chóng tái phát. Thẩm Khánh Hoa tràn ngập khinh miệt nhìn Trương Dương một cái, chuyện này tôi đã hỏi qua chuyên gia, bệnh tình của Lão Thái Thái đã ổn định. Trương Dương nói, chỉ phần ngọn không chỉ phần gốc. Nguyên nhân trúng gió là do phong hàn nhập thể, phong hàn trong cơ thể còn chưa trừ, thì bệnh tình làm sao mà ổn định được. Thẩm Khánh Hoa có chút trào phùng nói, Tiểu Trương à, không ngờ cậu cũng hiểu biết y học. Trương Dương nói, chỉ học một hai cái mà thôi, Bí thư Thẩm, tuổi của lão nhân gia đã lớn rồi, có một số việc ngàn vạn lần không thể chủ quan, bây giờ không coi trọng, khi bệnh rồi sẽ rất nghiêm trọng, sợ rằng có hối hận cũng không kịp. Trong lòng Thẩm Khánh Hoa âm thầm căm tức. Thằng nhãi này nói chuyện hù dọa đây mà, căn bản là đang trù ếm mẹ của mình, Thẩm Khánh Hoa hừ một tiếng nói cảm ơn quan tâm, tôi sẽ xử lý. Nói xong liền dìu mẹ vào trong. Trương Dương nhìn bóng lưng của Thẩm Khánh Hoa mà không khỏi âm thầm thở dài, tuy rằng hắn cũng vô cùng phản cảm Thẩm Khánh Hoa, nhưng mà bản thân Trương Dương lại là một y sư, khi phát hiện ra bệnh tình, thì vẫn không nhịn được nói ra. Trương Dương trở về khách sạn Bạch Lộ không bao lâu, thì Thường Lăng Phong, Trương Duệ Dung cùng nhau đến. Bọn họ đến để báo cáo tình huống phân hiệu của Phong Trạch Nhất Trung cho Trương Dương. Trương Dương nghe xong chuyện này, không khỏi cười nói, bây giờ tôi không còn phụ trách văn hóa vệ sinh nữa, thành phố đã cho tôi làm công tác chiêu thương, công tác văn hóa vệ sinh, tạm thời do Thường vụ Phó Thị trưởng Trần Gia Niên quản. Thường Lăng Phong còn chưa nói gì, thì Trương Duệ Dung đã không nhìn được nói, Thị trưởng Trương, cậu đúng là không biết suy nghĩ, lúc đầu là cậu lôi chúng tôi đến Phong Trạch Nhất Trung. Bây giờ chuyện của Phong Trạch Nhất Trung vừa mới khởi sắc, thì cậu lại xoay người rời đi, cậu mặc kệ, chúng tôi cũng không làm. Trương Dương cười nói, đừng giỡn mà, tôi thấy hai người phối hợp với nhau rất ăn ý đấy. Một câu nói làm cho Trương Duệ Dung đỏ mặt, giữa cô và Thường Lăng Phong có một chút tình cảm mờ ám, nhưng mà quan hệ của hai người cho đến bây giờ vẫn chưa có làm rõ ràng, trừng mắt nhìn Trương Dương nói, miệng chó đúng là không thể mọc được ngà vo. Trương đại quan nhân cả giận nói, đứa nhỏ này, càng lớn càng không hiểu chuyện, từ chức vụ hành chính thì tôi là lãnh đạo của cô, từ bên bác của cô, thì cô cũng phải gọi tôi một tiếng chú, nói như vậy là nói thế nào? Trương Duệ Dung nói, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, bắt tôi kêu cậu là chú mà không biết xấu hổ sao? Trương Dương nói, tuổi tác không phải là vấn đề, bối phận vẫn còn đấy. Thường Lăng Phong nói, được rồi, chúng ta nói chính sự thôi, hai người cứ cãi nhau qua lại. Kêu tôi nói thế nào đây? Trương Dương nói, cậu nói đi. Thường Lăng Phong nói, tôi dự định rút ra khỏi Phong Trạch Nhất Trung, cũng không phải là bởi vì cậu đi đâu, cậu kêu tôi vào ban chỉ huy cho việc chuẩn bị xây dựng sân bay, tôi còn phải giúp cậu lôi kéo đầu tư, còn phải giúp cậu xem xét kỹ thuật quản lý nhân tài, chỉ cần chuyện này thôi tôi cũng đã bận tối mặt tối mày rồi, cậu lại kêu tôi quản lý Phong Trạch Nhất Trung, tôi thật sự là làm không nổi.
Trương Dương nói, rời khỏi thì cứ rời khỏi đi, dù sao thì bây giờ Phong Trạch Nhất Trung cũng đã đi vào ổn định rồi, đám cán bộ tại Phong Trạch cũng không muốn cậu đứng ở vị trí này. Thường Lăng Phong mỉm cười, tuy rằng tôi rời khỏi, nhưng chuyện phân hiệu của Phong Trạch Nhất Trung tôi vẫn hỏi, dù sao thì đầu tư của An Tiểu Thư vẫn còn bên trong, chờ sau khi trường học xây xong, tôi sẽ tuyển dụng nhân tài giáo dục cao cấp trong xã hội vào, chờ khi tất cả đi vào quỹ đạo, tôi mới rời đi. Trương Duệ Dung nói, tôi cũng đi. Trương Dương nói, cô không thể đi, chỉ ít là bây giờ không thể đi, cô mà đi rồi thì tài vụ của Phong Trạch Nhất Trung sẽ lộn xộn. Trương Duệ Dung nói, tôi đi rồi thì trái đất vẫn quay đấy thôi. Trương Dương nói, cô không được rời đi. Nói xong hắn liền liếc nhìn qua Thường Lăng Phong, nói, tôi không nói chính sự, tôi đang nói cá nhân. Trung Duệ Dung mắc cỡ đỏ mặt, không nói chuyện với cậu nữa, một phó thị trưởng mà nói chuyện không nghiêm chỉnh gì hết. Nói xong cô xoay người rời đi. Thường Lăng Phong nhìn Trương Duệ Dung đóng cửa phòng lại, không khỏi cười khổ, tôi nói thị trưởng Trương này, cậu không biết tích chút khẩu đức lại sao? Trương Dương nói, tôi không phải là đang lo lắng cho cậu sao? Cậu và Trương Duệ Dung đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, mà ngay cả một chút tiến triển thật chất cũng không có, cậu không vội nhưng tôi gấp lắm rồi. Thường Lăng Phong nói, hoàng đế không vội thái giám lại gấp. Trương Dương cười mắng, cậu mới là thái giám đấy. Thường Lăng Phong chắp tay nói, chuyện của tôi tự mình xử lý, cảm ơn lòng nhiệt tình của cậu không có chuyện gì thì quan tâm đến sinh hoạt tình cảm của mình đi. Trương Dương thở dài nói, tôi cũng chỉ là muốn tốt thôi, thấy hai người như hình với bóng, anh em, tôi thật sự đúng là hâm mộ và ghen tị. Thường Lăng Phong nói, chúng ta có thể không bàn về chuyện này không? Trương Dương gật đầu nói, đúng rồi, cha Tấn Bắc thông qua Khâu Phượng Tiên nói cho tôi biết, ông ta muốn đầu tư vào sân bay. Thường Lăng Phong không khỏi bật cười nói, một tay buôn châu báu như ông ta mà cũng đến góp vui sao? Trương Dương nói, một người làm kiến trúc như Hà Trường An mà còn có thể mở tiệm châu báu, thì một người buôn châu báu như ông ta dựa vào cái gì mà không thể tiến quân vào giới kiến trúc? Vô luận mục đích của ông ta là gì, thì tôi đều hoan nghênh hai tay, có ông ta cạnh tranh, Hà Trường An sẽ trở nên thành thật một chút. Tôi hôm đó Trương Dương mở tiệc chiêu đãi Vương Hoa Chiêu, ít nhiều gì cũng biểu đạt sự ái này. Trong sóng gió của sự kiện lấy thận kia, Vương Hoa Chiêu đã chịu tiếng xấu thay cho hắn không thể nghi ngờ, mắt thấy người ta phải đi rồi, Trương Dương đúng lúc mượn cơ hội này để biểu đạt một chút. 6 giờ tối đêm đó Trương Dương đã mở tiệc chiêu đãi Vương Hoa Chiêu, nói là vì tẩy trần cho Tằng Lệ Bình, ông chủ Cảnh Lục đặc biệt chuẩn bị cho Trương Dương một phòng lớn nhất, Trương Đại Quan Nhân vì biểu đạt thành ý, nên đã đến đây sớm, Vương Hoa Chiêu cũng đã nói qua là không nên có người ngoài, cho nên Trương Dương cũng một mình đến dự tiệc. Vương Hoa Chiêu đương nhiên là không đến một mình rồi, nhưng mà ngoại trừ vị hôn thê của hắn là Tằng Lệ Bình ra, ngay cả cha vợ mẹ vợ cũng đến. Làm cho Trương Dương không ngờ chính là, cha vợ của Vương Hoa Chiêu chính là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Tằng Lai Châu. Tằng Lai Châu đi vào trong phòng, cười cười vươn tay ra với Trương Dương, Trương Dương, nghe nói cậu mời khách, cho nên tôi cũng đến đây ăn miễn phí M6O5T bữa, cậu có hoan nghênh không? Trương Dương cười đi ra nghênh đón. Hai tay nắm lấy tay của Tằng Lai Châu, nói, bí thư Tằng, ngài có thể đại giá quang lâm đến đây là vinh hạnh của tôi, là vinh hạnh của toàn bộ dân chúng Giang Thành, cũng là bất hạnh của rất nhiều cán bộ Giang Thành. Hai vợ chồng Tằng Lai Châu nở nụ cười, Tằng Lai Châu vỗ vỗ tay của Trương Dương, nói, yên tâm, lần này tôi đến đây với tư cách cá nhân, không phải vì công tác của Ủy ban Kỷ luật. Trương Dương mời hai vợ chồng Tằng Lai Châu ngồi vào ghế, chỉ vào mặt Vương Hoa Chiêu nói, âm hiểm thật. Cái quan hệ này anh ẩn giấu lâu như vậy, trong Giang Thành lại chẳng ai biết. Vương Hoa Chiêu mỉm cười nói, tôi chỉ là một cán bộ đến giữ chức tạm thời thôi, không dám mượn uy phong của trưởng bối. Trương Dương cười nói với Tằng Lệ Bình, Tằng tiểu thư tìm được một người đàn ông biết ẩn mình thật tốt. Tằng Lệ Bình cười cười, trước mặt cha mẹ có vẻ văn nhã mà ngại ngùng, Trương Đại Quan Nhân đằng sau vẻ tao nhã của Tằng Lệ Bình có ẩn chứa lực phát nổ cực lớn, vào buổi tối đầu tiên khi mình đến Phong Trạch. Tiếng kêu thê lương trong trẻo đau thương sung sướng của cô ta, đã làm cho tất cả lửa trong lòng của Trương Dương bị khơi dậy. Loại chuyện này đương nhiên không thể nói ra, đánh chết cũng không thể nói ra. Mọi người sau khi ngồi xuống, Cảnh Lục nhanh chóng cho người mang đồ ăn lên, Trương Dương kêu phục vụ khui chai rượu ra rót cho mọi người. Tằng Lai Châu biết chuyện con rể tương lai vì Trương Dương mà chịu tiếng xấu thay cho người, theo ông ta thấy, xảy ra chuyện này tại Phong Trạch chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Vương Chiêu Hoa cho dù có chịu tiếng xấu thay cho người,
thì cảnh cáo xử phạt của đảng cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển trong con đường làm quan của hắn. Ngược lại trong chuyện này đã làm cho Trương Dương thiếu nợ Vương Hoa Chiêu một nhân tình, từ biểu hiện tối ngày hôm nay của Trương Dương mà xem, trong lòng tên nhóc này rất rõ ràng. Biết rõ cái gì gọi là nhận ơn thì cảm ơn. Trương Dương nâng ly rượu lên nói, Bí thư Tằng, thị trưởng Vương, ngày hôm nay là tôi đem tiệc đón gió tẩy trần cùng với đưa tiễn hợp thành một, cái này không phải là do tôi keo kiệt, sau này khi nào các người đến Giang Thành, thì tôi sẽ chiêu đãi khi đó, nhất định phải làm cho các người thỏa mãn. Tằng Lai Châu cười nói, tiểu Trương đúng là một người sảng khoái. Ông ta cũng nâng ly lên. Trương Dương lấy chai rượu tự rót cho mình, sau đó nhẹ giọng nói, Bí thư Tằng lần này đến Giang Thành dự định ở bao lâu? Tằng Lai Châu bảo, 3 ngày, tôi và dì Lý của cậu dự định đến Nam Lâm Tự của Giang Thành để thăm viếng Phật Tổ Xá Lợi, sau đó đến núi Thanh Thai nhìn một chút, sau khi du lãm xong sẽ cùng Hoa Chiêu trở về. Trương Dương gật đầu nói, đến Giang Thành thì hai chỗ ấy nhất định phải đi, Bí thư Tằng vất vả lắm mới đến Giang Thành của chúng tôi một chuyến, việc này để cho tôi an bài đi. Tằng Lai Châu nói, không cần. Trương Dương cười nói, thắp hương cho Nam Lâm Tự rất linh nghiệm, bên núi Thanh Thai thì tôi rất quen thuộc. Làm chủ đất, tôi đến an bài, thị trưởng Vương ở Phong Trạch 2 năm rồi, mà vẫn chưa có du lãm cảnh sắc tại Giang Thành, lần này đúng lúc để mọi người cùng đi với nhau, Trương Dương nói xong, liền lấy điện thoại ra gọi cho Tam Bảo Hòa Thượng một cú, phong cách làm việc của Trương Đại Quan Nhân từ trước đến giờ đều là mạnh mẽ dữ dội như vậy, cái này không phải là để nịnh bợ Tằng Lai Châu đâu, Tằng Lai Châu đã là một người sắp về hưu rồi. Trong tỉnh cơ bản đã chọn Phó Bí Thư Ủy Ban Kỷ Luật Lưu Diễm Hồng đến tiếp nhận vị trí của ông. Trương Dương ân cần như vậy, một là vì biểu đạt tôn trọng với lãnh đạo, còn có một nguyên nhân quan trọng khác chính là muốn bồi thường cho Vương Hoa Chiêu, tôi không thích thiếu nợ nhân tình người khác. Khi mà Trương Dương đã an bài chuyện đi thắp hương xong rồi, lập tức liên hệ với làng du lịch nước suối tại Cốc Xuân Hy núi Thanh Thai, để cho quản lý của làng du lịch là Khang Cường chuẩn bị công việc du ngoạn cho cả nhà Tằng Lai Châu. Tằng Lai Châu là một lão tướng chính trị có cặp mắt nhìn đời rất lâu rồi, từ biểu hiện của Trương Dương đã nhìn ra. Tên nhóc đang thông qua phương thức này để bồi thường cho Vương Hoa Chiêu. Tằng Lai Châu cười nói, Hoa Chiêu, sau này con nên học tập Tiểu Trương nhiều một chút, năng lực hoạt động trong xã hội của Tiểu Trương rất mạnh. Vương Hoa Chiêu khiêm tốn cười nói, trên người Trương Dương có nhiều ưu điểm đáng để con học tập. Trương Dương nói, tôi sợ nhất là được người khác khen tôi cũng có chút tự hiểu lấy mình, con người của tôi toàn thân chỗ nào cũng là tật xấu. Nhưng mà cũng may là vô luận là lãnh đạo hay là đồng sự đều rất bao dung với tôi, cái này coi như là vận khí của tôi cũng không tồi. Hắn nâng ly rượu lên hướng về Vương Hoa Chiêu, thị trưởng Vương, cảm ơn anh. Vương Hoa Chiêu cũng sảng khoái nâng ly rượu lên, nói, hẳn là do tôi cảm ơn cậu mới đúng, từ trên người của cậu, tôi đã học được không ít thứ. Trương Dương nói, lúc anh nhậm chức tại Phong Trạch, chúng ta giao lưu không nhiều, tôi cũng không biết mối quan hệ của anh và Bí Thư Tằng. Sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta càng ít đi, nhưng mà liên hệ thì không thể đứt, vô luận là có chuyện gì, chỉ cần có thể giúp thì tôi sẽ không tiếc sức mình, anh gọi một cú điện thoại là được. Tằng Lai Châu cười tủm tỉm nhìn hai người trẻ tuổi, ông cảm thấy rất thú vị, giống như là khi mình còn trẻ tuổi vậy, xã hội Trung Hoa chú ý nhất chính là mạng lưới quan hệ, trên chính trị càng chú trọng như vậy, chỉ có làm cho mạng lưới này càng lớn, thì con đường làm quan mới có thể đi xa hơn. Ông cũng không có kỳ vọng quá lớn vào con rể tương lai này, bởi vì tính tình của Vương Hoa Chiêu là như vậy, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không cầu công lao cũng không cầu tiến, người có tính cách như vậy không có khả năng làm nên chuyện lớn trong quan trường, chỉ là trong thể chế, bạn không đi chọc người ta, không có nghĩa là người ta sẽ không đến trêu chọc bạn, cho nên có thêm vài người bạn cũng là một chuyện tốt hiếm có. Trương Dương và Vương Hoa Chiêu sau khi uống rượu xong, Trương Dương nói với Tằng Lệ Bình, chị dâu, chị cũng uống một ly đi. Thằng nhãi này từ trước đến giờ đều có tính cách dám nói dám làm, một câu nói đã làm cho Tằng Lệ Bình đỏ mặt vì xấu hổ, đừng tưởng cô ta có quan hệ lén lút với Vương Hoa Chiêu, chỉ là trước mặt cha mẹ vẫn giữ hình tượng con gái ngoan hiền. Tằng Lệ Bình nhỏ giọng nói, tôi và Hoa Chiêu còn chưa kết hôn mà. Trương Dương nói, đã là chuyện sớm muộn rồi, đúng rồi, hỷ sự của hai người là khi nào? Vương Hoa Chiêu nói, giữa tháng 10. Trương Dương nói, đến lúc đó nhất định đừng quên gửi thiệp cho tôi nhé, tôi nhất định phải có mặt uống rượu mừng, hắn nhớ ra tháng 10 cũng là hôn kỳ của Tần Bạch, xem ra tháp 10 năm nay đúng là có không ít người kết hôn. Buổi tiệc tối tiến hành rất vui vẻ, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tằng Lai Châu cũng uống nhiều một chút, con người uống nhiều rượu rồi, thì nói chuyện cũng dễ hơn, Bí thư Ủy ban Kỷ luật cũng không ngoại lệ,
Tằng Lai Châu nói, Trương Dương, lần trước cậu ở Nam Tích đúng là làm ra động tĩnh không nhỏ. Trương Dương nói, đáng tiếc là hiệu quả không lớn, để cho Đường Hưng Sinh trốn thoát. Tằng Lai Châu nói, có người nói Đường Hưng Sinh đã đi đến Canada, công an đang điều tra, đã nhận định sơ bộ, cái chết của Chu Tiếu Nguyệt là do bị giết, hẳn là Phó Liên Thắng giết chết cô ta, sau đó Phó Liên Thắng bị người ta giết chết, có người tạo ra hiện trường tự tử của hai người, hung phạm trên cơ bản là tập trung vào Đường Hưng Sinh. Trương Dương nói, Đường Hưng Sinh thật âm hiểm, đúng rồi, hình như là Chu Tiếu Nguyệt còn có một người bạn trai tên là Tiểu Trang. Tằng Lai Châu gật đầu nói, Trang Vĩ, thi thể đã tìm được rồi. Trương Dương thở dài nói, thật không ngờ một người như vậy lại có thể trà trộn vào trong đội ngũ công an, trong tỉnh thậm chí còn muốn đề bạt hắn lên làm phó sở trưởng. Tằng Lai Châu nói, phó sở trưởng đã được xác định. Trương Dương khẽ động trong lòng, hắn nhẹ giọng hỏi, ai vậy? Trong lòng nói chức phó sở trưởng này khẳng định là vật trong tay của Vinh Bằng Phi rồi. Tằng Lai Châu nói, Cao Trọng Hòa, từ tỉnh Vân An điều tới, lúc trước là cục trưởng cục công an Nam Võ, là bộ hạ của Bí Thư Kiều. Trương Dương cảm thấy tương đối ngạc nhiên về tin tức này, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ Kiều Trấn Lương lại điều một thân tín từ Vân An đến, trước đây tiếng ủng hộ cho Vinh Bằng Phi còn rất cao, chỉ là chính trị quả nhiên là không hợp lý, khi cho rằng đó là chuyện đương nhiên rồi, thì thường thường sẽ phát triển theo hướng khó tin nhất. Sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà Tằng Lai Châu xin cáo lui với Trương Dương, lúc sắp đi, ông còn đặc biệt dặn dò Trương Dương, nhất định không được để tin tức của mình tiết lộ ra ngoài. Lần này Tằng Lai Châu mang tính chất cá nhân mà đến đây, ông không muốn kinh động quan viên địa phương. Trương Dương gật đầu đáp ứng. Tằng Lai Châu lên xe, phất tay với Trương Dương, đóng cửa sổ xe lại, nói với tài xế, đến Giang Thành, tối nay chúng ta sẽ ở tại Giang Thành. Vương Hoa Chiêu nao nao, chú Tằng, con đã an bài xong rồi. Tằng Lai Châu cười nói, muốn đi thắp hương đầu tiên kịp, thì chúng ta nên đi sớm cho thỏa đáng, chúng ta đến Giang Thành ở. Tằng Lệ Bình nhỏ giọng nói, ba, vì sao ba lại đối tốt với Trương Dương như vậy, con thấy hắn vô cùng gian xảo, không giống một người thành thật. Tằng Lệ Bình có chút phản cảm với Trương Dương, dù sao thì vị hôn phu của cô cũng chịu tiếng xấu thay cho Trương Dương mà. Tằng Lai Châu cười nói, muốn học tập ưu điểm của người khác, thì phải cố gắng nhìn nhận ưu điểm của người đó, như vậy thì bạn của con sẽ ngày càng nhiều, nếu như con chỉ biết nhìn nhận khuyết điểm của người khác, như vậy thì con sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Bạn bè bên cạnh con sẽ ngày càng ít, điểm này Hoa Chiêu làm cũng không tệ lắm. Vương Hoa Chiêu cười cười không nói gì. Tằng Lai Châu nói, trong quan trường muốn tìm bạn bè, quả thật quá khó. Trương Dương chờ cả nhà Tằng Lai Châu đi rồi, mới trở về tính tiền, Cảnh Lục nói thế nào cũng không chịu nhận. Ông biết Trương Dương là tổng chi huy hiện trường hạng mục sân bay, ở Phong Trạch, thậm chí là ở Giang Thành là một con gà đẻ trứng vàng, người khác muốn nịnh bợ còn không kịp. Ông làm sao mà bỏ qua cơ hội nịnh bợ Trương Dương chứ? Dưới sự kiên trì của Trương Dương, Cảnh Lục đành phải thu tượng trưng 100 đồng, ông cười nói, thị trưởng Trương, tôi nghe nói khi mà khởi công xây dựng sân bay mới sẽ có rất nhiều công nhân vào làm trong công trường, nếu như khởi công xây dựng căn tin và các thứ khác, có thể ưu tiên suy nghĩ cho tôi một chút không? Trương Dương cười gật đầu, ông có thực lực này, nhưng phải nỗ lực thêm một chút, chờ đến lúc gọi thầu, tôi sẽ thông báo cho ông. Trương đại quan nhân muốn xử lý việc này thật công bằng, chuyện càng lớn, thì càng không thể pha trộn nhân tố nhân tình bên trong. Cảnh Lục còn muốn nói thêm hai câu, thì điện thoại di động của Trương Dương đột nhiên vang lên. Trương Dương mở điện thoại lên, nghe thấy một âm thanh gấp gáp, Tiểu Trương, cậu đến nhà tôi một chuyến đi, mẹ của tôi bị trúng tà rồi. Trương Dương sửng sốt một chút mới nghe ra được, âm thanh do khẩn trương nên thay đổi âm điệu này là của Bí Thư Thị ủy Thẩm Khánh Hoa. Buổi chiều nay hắn vừa mới nói về bệnh tình của Lưu Lão Thái Thái ô sinh, không ngờ rằng buổi tối lại phát tác, Trương Dương nói, Bí Thư Thẩm, ông đừng vội, chậm rãi nói, rốt cục xảy ra chuyện gì. Thẩm Khánh Hoa nói, mẹ của tôi ăn cơm chiều xong, vốn dĩ mẹ muốn nói chuyện với tôi một chút, chỉ là đột nhiên cả người run lên, sắc mặt tái lại, lúc này ngay cả tri giác cũng không còn, tôi đang ở tại Bệnh viện Nhân dân. Thẩm Khánh Hoa đang ở trong Bệnh viện Nhân dân, Lão Thái Thái đang ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ vừa rồi có nói với ông, chỉ sợ là Lão Thái Thái không qua được, kêu ông nhanh chóng chuẩn bị hậu sự, trong lúc Thẩm Khánh Hoa tuyệt vọng, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến Trương Dương, buổi chiều Trương Dương đã dự đoán được chuyện này, ông vội vàng gọi điện thoại cho Trương Dương, thật ra ông cũng không ôm hy vọng nhiều, chỉ là muốn cố gắng vùng vẫy cuối cùng. Trương Dương nói, bác sĩ nói thế nào? Thẩm Khánh Hoa nói, kêu tôi chuẩn bị hậu sự. Trương Dương nói, ông đừng vội,
bây giờ tôi qua ngay. Lúc Trương Dương đi đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Phong Trạch, thì bác sĩ và y tá bên trong đang rất là bận rộn, phẫu thuật mở khí quản cũng đã làm rồi, thấy lão thái thái hô hấp rất yếu, các bác sĩ đã dùng hết mọi biện pháp, nhưng tình huống vẫn không có một chút cải thiện nào hết, chỉ là bởi vì lão thái thái này chính là mẹ của Bí thư Thẩm, cho nên không dám ngừng cứu chữa, vì thế tất cả mọi phương pháp có thể nghĩ ra đều đã dùng hết. Thẩm Khánh Hoa hai tay nâng đầu, đau khổ ngồi bên ngoài hành lang của phòng cấp cứu. Viện trưởng mới nhậm chức của Bệnh viện Nhân dân Lý Anh Minh cũng có mặt bên cạnh, và bên còn lại chính là con nuôi của Lưu Lão Thái Thái, hiệu trưởng tiền nhiệm của Trung học Phong Trạch Mạnh Tông Quý. Con mắt của Mạnh Tông Quý đã đỏ lên vì khóc rất nhiều, xem ra ông ta cũng có tình cảm thật sự với bà mẹ nuôi này. Trương Dương đi đến trước mặt của Thẩm Khánh Hoa, thấp giọng nói, Bí thư Thẩm. Thẩm Khánh Hoa ngẩng đầu lên, vành mắt của ông cũng đỏ, hiển nhiên là đang bị dằn vặt tinh thần rất lớn. Thẩm Khánh Hoa thấp giọng nói, bác sĩ nói. Không có hy vọng. Chương 439, tuyết tan. Trương Dương nhìn bộ dạng uể oải của Thẩm Khánh Hoa, trong lòng không khỏi nảy lên một cảm giác đồng tình. Vô luận là lão Thẩm này ở trên chính trị ngoan cố cứng đầu thế nào, thì vẫn có thể xem là một đứa con có hiếu. Trương Dương đi đến bên giường của Lưu Lão Thái Thái, bác sĩ đã chuẩn bị mặc kệ rồi, cho nên cũng không ngăn cản hắn đi nhìn. Trương Dương đưa tay nắm lấy cổ tay của Lão Thái Thái, cau mày. Bác sĩ đứng bên cạnh nói, thị trưởng Trương, lão thái thái chỉ sợ rằng không được, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Loại từ chối trách nhiệm chính quy này Trương Dương đã nghe rất nhiều rồi, hắn nói với một cô y tá bên cạnh, giúp tôi đỡ bà ấy dậy. Cô y tá này sửng sốt một chút, cũng không có làm theo lời dặn của hắn, Trương Dương lại nói, có nghe không vậy? Nhanh lên một chút, mấy người bác sĩ và y tá ở đây không biết hắn muốn làm cái gì, Thẩm Khánh Hoa đi tới. Ông đưa tay ôm lấy thân thể của mẹ mà đỡ dậy. Chuyện đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể thử một lần. Lòng bàn tay của Trương Dương để lên giữa lưng của lão thái thái, bỗng nhiên hắn làm ra một hành động khiến cho mọi người phải giật mình, để thân thể của lão thái thái nằm úp lên trên đùi của mình, vươn tay ra vỗ mạnh hai cái lên lưng của lão thái thái, chỉ nghe hai tiếng bốp, bốp. Thật lớn vang lên, làm cho người ta không khỏi lo lắng thân thể gầy yếu của lão thái thái có thể chịu nổi hai đòn đánh như vũ bão của thằng nhãi này hay không. Mặt của Thẩm Khánh Hoa đã đỏ rực lên, tuy rằng mẹ đã không còn hy vọng, nhưng mà cũng không thể nào bất kính như thế. Ông ta muốn nổi nóng, thì nghe thấy mẹ ho khan một tiếng, một trái nhãn dính máu bị lão thái thái ho sặc văng ra, lão thái thái thở phào một hơi nhẹ nhõm mà nước mắt không ngừng chảy ra. Trương đại quan nhân giống như không có việc gì. Vỗ vỗ tay nói, chỉ là mắc kẹt trái nhãn ở cổ, ho ra là tốt rồi. Hai trưởng vừa rồi của hắn nhìn thì tầm thường, nhưng chỗ tinh diệu bên trong thì không gì sánh bằng. Trưởng đầu tiên thì chấn ngay trái nhãn làm cho nó mềm ra. Trưởng thứ hai, làm cho cơ thể của lão thái thái sinh ra lực đẩy trái nhãn ra ngoài. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có nhìn ra được nguyên nhân bệnh của lão thái thái, thì cũng không có bản lĩnh lấy trái nhãn này ra ngoài. Thẩm Khánh Hoa bây giờ mới hiểu được. Vì sao Trương Dương lại vỗ vào lưng của mẹ hai cái, thấy mẹ đã khôi phục hô hấp, cả người mừng rỡ không biết nên nói cái gì cho phải. Cả đám nhân viên công tác trong bệnh viện do Lý Anh Minh dẫn đầu đều có vẻ mặt xấu hổ, bọn họ cứu giúp nửa ngày mà cũng không có bất luận hiệu quả gì, đã tuyên bố lão thái thái không còn hy vọng, còn kêu bí thư thị ủy chuẩn bị hậu sự, phó thị trưởng Trương người ta đến vỗ cho hai cái, hai cú đánh này không chỉ vỗ vào lưng của lão thái thái, mà còn tát lên trên mặt của toàn thể nhân viên trong phòng cấp cứu này. Tiêu chuẩn chữa bệnh của bọn họ cũng quá kém rồi. Lý Anh Minh hung hăng trừng mắt nhìn chủ nhiệm phòng cấp cứu. Thẩm Khánh Hoa và Mạnh Tông Quý hai người đưa lão thái thái đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Trương Dương thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ rời đi, ngày hôm nay hắn đã tặng một món nợ nhân tình rất lớn cho Thẩm Khánh Hoa rồi. Sau khi xác định vững chắc là mẹ đã vượt qua nguy hiểm, Thẩm Khánh Hoa mới buông lỏng gánh nặng trong lòng xuống, đi ra ngoài phòng bệnh, Mạnh Tông Quý cũng đi theo ông. Thấy Thẩm Khánh Hoa nhìn chung quanh, đoán được là ông đang tìm Trương Dương, liền nhỏ giọng nói, Trương Dương đi rồi. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, thấp giọng nói, cũng nhờ có hắn. Lúc này mới ý thức được, mình đã thiếu Trương Dương một phần nhân tình rất to. Mạnh Tông Quý nói, thật sự không ngờ, hắn lại có thể cứu mẹ nuôi, đánh bậy đánh bạ sao. Thẩm Khánh Hoa lắc đầu nói, buổi chiều khi tôi gặp hắn, hắn đã nói qua, trong cơ thể của lão nhân gia còn phong hàn chưa hết. Bệnh tình còn có thể tái phát nhiều lần. Mạnh Tông Quý không có chút hảo cảm nào với Trương Dương cả, cười lạnh nói có thể là do trùng hợp. Thẩm Khánh Hoa nói, hắn cũng có chút bản lĩnh. Thẩm Khánh Hoa cũng rõ ràng,
Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, Trương Dương làm việc cũng không chỉ dựa vào may mắn. Ngày hôm sau trong hội nghị thường ủy, Thẩm Khánh Hoa tuyên bố phân công thị trưởng mới, thư từ chức của Trương Dương cũng không được cấp trên phê chuẩn, thế nhưng lo lắng tinh lực của Trương Dương sau này sẽ tập trung chủ yếu vào việc xây dựng sân bay mới, cho nên đã tiến hành điều chỉnh công tác cho hắn, để cho Trương Dương phụ trách công tác chiêu thương, còn công tác văn hóa vệ sinh thì tạm thời do thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên quản lý. Mặt khác, Thẩm Khánh Hoa cũng phê bình tại chỗ đối với Vương Hoa Chiêu, đem trách nhiệm của sự kiện lấy thận đổ lên trên đầu của Vương Hoa Chiêu. Tất cả thường ủy đều cảm thấy kỳ quái, hình như ngày hôm nay Thẩm Khánh Hoa đã đổi tính rồi, tiếp thu chuyện này rất là bình tĩnh, lẽ nào là cấp trên gây áp lực cho ông? Thẩm Khánh Hoa nói, nhiệm vụ chủ yếu kế tiếp của chúng ta chính là làm tốt công tác thu hoạch phụ thu, còn có một nhiệm vụ nữa là phối hợp với công tác chủ bị xây dựng sân bay của tỉnh. Ông nhìn Trần Gia Niên nói, đồng chí Gia Niên, công tác trưng thu đất cho sân bay mới tiến hành thế nào rồi? Đây là lần đầu tiên Thẩm Khánh Hoa chủ động hỏi đến công tác sân bay, tất cả mọi người cảm thấy rằng trên người vị bí thư này đã xảy ra một ít thay đổi, chỉ là rốt cục là đổi ở chỗ nào thì chẳng ai nói rõ được. Trần Gia Niên nói, bí thư Thẩm, công tác trưng thu đất cho sân bay đã tiến hành rất tốt, những thôn dân liên quan tất cả đều đã ký tên vào hiệp nghị quy hoạch và di rời. Công tác kế tiếp của chúng ta chính là hỗ trợ bọn họ di rời, làm tốt công tác an trí. Thẩm Khánh Hoa gật đầu nói, nhất định phải tiến hành chặt chẽ, chúng ta cần phải phối hợp tốt công tác của tỉnh, ngàn vạn lần không thể để bị rớt lại so với công tác xây dựng sân bay. Lúc trước Thẩm Khánh Hoa chưa từng biểu hiện chủ động như vậy bao giờ cả. Tôn Đông Cường lẳng lặng nhìn Thẩm Khánh Hoa, chẳng biết tại sao ngày hôm nay lão cáo già lại đổi tính nữa. Buổi sáng cùng ngày Trương Dương cũng nhận được điện thoại cảm ơn của Thẩm Khánh Hoa, vô luận là lập trường của hai người trên chính trị đối lập với nhau thế nào, nhưng Trương Dương cứu mẹ của Thẩm Khánh Hoa là một chuyện rất thật không thể chối cãi. Thẩm Khánh Hoa tuy rằng không có khả năng vì chuyện này mà từ nay về sau liền mang ơn với Trương Dương, nhưng mà ít nhất là thái độ của ông đối với Trương Dương cũng đã cải thiện hơn. Thẩm Khánh Hoa nói, Tiểu Trương, chuyện ngày hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều. Trương Dương cười nói, chỉ là may mắn mà thôi. Tôi cũng không có hiểu ý lý gì cả. Thẩm Khánh Hoa cũng tương đối thỏa mãn với biểu hiện khiêm tốn của Trương Dương, ông nhẹ giọng nói, mẹ của tôi còn muốn gặp mặt nói lời cảm ơn với cậu. Trương Dương cười nói, không cần, chờ tôi có thời gian tôi sẽ đến thăm. Thẩm Khánh Hoa nói, có thời gian chúng ta cùng ngồi ăn một bữa, trò chuyện một chút. Trương Dương đáp ứng, hắn lại nói tiếp, phong hàn trong cơ thể của Lưu Đại Nương vẫn chưa được trừ khử. Tôi đã đem tình huống của bà kể lại cho người chú làm trung y của tôi, chú của tôi căn cứ theo bệnh trạng của bà mà kê một đơn thuốc, một lát nữa tôi sẽ gửi cho ông. Thẩm Khánh Hoa cảm ơn liên tục, bây giờ ông đã không còn nghi ngờ với y thuật của Trương Dương nữa. Trương Dương nói, bí thư Thẩm, còn có một việc, phòng của ban chỉ huy hiện trường sân bay đã được xây xong, tôi muốn mời ông đến nhìn một chút. Thẩm Khánh Hoa do dự một chút. Ông thân là bí thư thị ủy Phong Trạch quả thật hẳn là nên biểu hiện quan tâm về hạng mục sân bay này, nhưng mà cho đến bây giờ ông luôn bị loại bỏ ra bên ngoài. Dựa theo suy nghĩ lúc trước của ông, thì Trương Dương muốn làm thế nào cứ việc làm, mắt tôi không thấy thì tâm tôi không phiền, chỉ là bây giờ thì lại khác, Trương Dương trở thành ân nhân cứu mạng của mẹ ông, nợ nhân tình mà ông thiếu người ta quá lớn, cho nên trong miệng đương nhiên là không thể nói ra hai chữ từ chối rồi. Ông gật đầu nói tốt, tuần này tôi sẽ dành thời gian đến coi. Nói là dành thời gian, ngày hôm sau Thẩm Khánh Hoa và mấy vị thường ủy đã cùng nhau đến sân bay rồi, đây là lần đầu tiên từ khi hạng mục sân bay được xác định tại Phong Trạch, Thẩm Khánh Hoa đến thăm hiện trường, Thẩm Khánh Hoa làm như vậy cũng có ý tứ muốn trả nợ nhân tình cho Trương Dương, nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là, ông đã ý thức được tỉnh đã vô cùng bất mãn với biểu hiện của ông rồi, đang chuẩn bị làm ra thay đổi, cái kiểu cách đạp sóng ngược gió mà đi đã không còn thuộc về độ tuổi của ông nữa. Cái này đã làm yếu đinh sinh mệnh chính trị vốn không còn nhiều của ông nữa. Ban chỉ huy hiện trường sân bay hiện nay là hai tòa nhà riêng, trong phòng làm việc này, điều hòa đương nhiên là không thể thiếu rồi. Trương đại quan nhân ngồi trong phòng điều hòa mà uống trà, điện thoại của hắn vang lên liên tục. Cái này cũng khó trách, đối với những người ở xa, thì liên hệ qua điện thoại là phương pháp duy nhất rồi. Vị trí của phòng làm việc này rất tốt, từ cửa sổ đã có thể thấy được tình huống ngoài cửa lớn. Thấy Thẩm Khánh Hoa cùng với các người ủy đi đến, Trương Dương đứng dậy ra cửa chào đón. Các thường ủy tại Phong Trạch là Thẩm Khánh Hoa, Trần Gia Niên, Tề Quốc Viễn đều cùng nhau đến, cái này biểu hiện ra sự coi trọng về hạng mục sân bay này, phương diện bên đài truyền hình đương nhiên cũng không thể thiếu rồi,
một đám phóng viên vác đồ nghề trên vai mà đi theo phía sau đám thường ủy đến. Trương Dương tươi cười rạng rỡ nói, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh các vị lãnh đạo đến hiện trường, tự mình chỉ đạo công tác. Tề Quốc Viễn nói, cậu hẳn là nên làm vài bó hoa để tặng đi. Trương Đại Quan Nhân nói, tài chính khẩn trương, cấp trên kêu tôi tăng thu giảm chi, có thể tiết kiệm cứ tiết kiệm, tôi đành kiêm nhiệm luôn công tác đó thôi. Thẩm Khánh Hoa là một người tôn trọng tiết kiệm, biểu thị sự thỏa mãn về việc ban chỉ huy biết lợi dụng vật liệu để xây nhà, nhưng mà thấy trong các phòng có chứa điều hòa, không khỏi nhíu mày, nói với Trương Dương, nếu đã là tiết kiệm, sao còn lắp đặt nhiều thiết bị như vậy? Trương Dương nói, nắng cuối thu rất độc, lúc mặt trời lên cao nhất thì nhiệt độ của không khí có thể lên đến 40 độ, không gắn điều hòa thì con người sẽ bị thiêu sống hết. Thẩm Khánh Hoa nói, vậy thì đi ra bóng cây mà tránh nắng cũng được vậy. Trương Đại Quan Nhân biết lão già này là một người tiếc của, cho nên cũng không chấp nhất ông ta, tự nhiên bỏ phòng làm việc, tất cả chạy ra ngoài bóng cây tránh nắng, ông cho rằng ban chỉ huy là gánh hát rong sao. Thẩm Khánh Hoa hỏi về tình huống tiến độ của việc chuẩn bị, Trương Dương cứ thế mà đáp hết. Lúc trưa, ban chỉ huy hiện trường mời đám lãnh đạo Thẩm Khánh Hoa đi ăn trưa, Thẩm Khánh Hoa nói ăn ở đây cũng được, phương diện cơm nước cũng phải tiết kiệm, bằng không thì bí thư Thẩm khẳng định sẽ rất đau lòng tiếc của. Bốn mặn một canh buổi trưa đã làm cho Thẩm Khánh Hoa tương đối thỏa mãn, ông cho rằng công tác nên là như vậy, càng làm cán bộ quốc gia thì càng phải có tác dụng đi đầu, nhưng mà ông cũng chỉ ra cái chưa đúng, bên trong canh cà chua trứng gà có quá nhiều trứng gà, đồ ăn còn thừa cũng hơi bị nhiều, đây đều là sự lãng phí phô trương cả. Phong cách làm việc của Thẩm Khánh Hoa làm cho người ta không thể trách được, Trương Dương chỉ xem lời nói của ông như gió thoảng bên tai, ông nói là việc của ông, tôi cứ làm việc của tôi. Sau này cái khu sân bay của Phong Trạch, ông đừng xen vào. Thẩm Khánh Hoa quả thật là không quản cái chỗ này, chỉ là gần đây xảy ra vài chuyện đã làm cho ông rõ ràng, ông cũng không muốn quản, Trương Dương đến chủ trì công tác xây dựng sân bay cũng là một việc tốt, thằng nhãi này ở Phong Trạch là một tai họa, ở chỗ này, hắn muốn lăn qua lăn lại thế nào thì cứ mặc kệ hắn. Buổi trưa, Trương Dương đưa cho Thẩm Khánh Hoa một phần thư mời, mời làm tổng cố vấn của ban chỉ huy xây dựng sân bay. Thẩm Khánh Hoa cầm cái thư mời màu đỏ, lúc này trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều, tổng cố vấn. Nghe êm tai đấy, thật ra cũng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là Thẩm Khánh Hoa muốn có một chút mặt mũi, nhiều thường ủy như vậy đều có danh hiệu cố vấn cả, nếu như ông không có thì có vẻ giống bị bài xích ra, trên chính trị sợ nhất là bị người cô lập, người khác sẽ nhìn ông mà chê cười. Nói cũng kỳ quái, con người càng lớn tuổi, thì hư vinh tâm lại càng mạnh, và càng sĩ diện hơn. Tổ tin tức của đài truyền hình cũng vội vàng vây lấy Thẩm Khánh Hoa mà phỏng vấn, trên mặt của Thẩm Khánh Hoa rõ ràng đã hiện lên không ít sự vui mừng. Tề Quốc Viễn và Trần Gia Niên đứng xa xa nhìn, Tề Quốc Viễn thấp giọng nói, kỳ quái, núi băng đang có dấu hiệu tan ra. Trần Gia Niên cười nói, đã sớm nói rồi, trên chính trị không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, Trương Dương có thể đi lại mà không gặp trắc trở, sân khấu hoạt động của người ta sẽ còn lớn hơn nhiều. Một cái miếu nhỏ như Phong Trạch không thể nào chứa được một Bồ Tát lớn vậy đâu. Tề Quốc Viễn mỉm cười nói, bí thư Thẩm hình như cũng đã thông suốt rồi. Trần Gia Niên nói, vốn dĩ không cần đối nghịch, Trương Dương đến chỗ chúng ta chỉ là một cái qua đường thôi, ai cũng có thể nhìn ra, chỉ riêng bí thư Thẩm không nhìn ra được. Tề Quốc Viễn nói, ông ta cũng không phải là không nhìn ra, mà chỉ là không dễ dàng tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến quyền uy của ông. Thẩm Khánh Hoa và Trương Dương cùng nhau đứng trên mảnh đất quy hoạch sân bay, nhìn cánh đồng mênh mông vô bờ, Thẩm Khánh Hoa có chút cảm thán nói, đồng ruộng như vậy sẽ không còn nữa. Trương Dương nói, bí thư Thẩm, bất kỳ sự nghiệp gì cũng có cái giá của nó, Giang Thành muốn mưu cầu phát triển, thì tất nhiên phải đi con đường này, khởi công xây dựng sân bay là một chuyện tốt với Phong Trạch, kinh tế của Phong Trạch cũng bởi vì sân bay được dựng lên mà tăng vọt. Thẩm Khánh Hoa cũng biểu thị đồng ý với lời nói của Thẩm Khánh Hoa. Hạng mục sân bay lớn như vậy, khẳng định sẽ kéo kinh tế của xung quanh phát triển, nhưng mà bởi vì cái hạng mục này lớn quá, có thể hoàn thành trong ngày quy định hay không cũng khó mà nói trước. Thẩm Khánh Hoa âm thầm suy nghĩ, trong lúc mình còn tại vì không biết có thể nhìn thấy được sân bay xây dựng xong hay không. Nghĩ đến đây, trong nội tâm của Thẩm Khánh Hoa không khỏi hiện lên một tia bi ai. Trương Dương hỏi, thân thể của Lưu Đại Nương thế nào rồi? Thẩm Khánh Hoa nói, người đã tỉnh táo rồi, đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Phương thuốc mà cậu đưa tới tôi cũng đã cho dùng, bây giờ hẳn là đã uống rồi. Trương Dương cười cười nói, không sao là tốt rồi. Thẩm Khánh Hoa thấp giọng nói, cảm ơn.
Trương Dương cười nói, không cần phải cảm ơn tôi đâu, phương thuốc này là do chú của tôi kê, tôi chỉ là hỗ trợ nói giúp tôi. Thẩm Khánh Hoa nói, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ cảm ơn chú của cậu ngay mặt. Cất bước tiễn nhóm Thẩm Khánh Hoa đi, Trương Dương trở về phòng làm việc, Phó Trường Trinh mang đến một phần nhật trình về công tác chủ bị cũng như tiến độ của công trình giao cho Trương Dương. Trương Dương nhìn nhật trình một chút, họp gọi thầu xây dựng sân bay còn 10 ngày nữa là tiến hành. Hắn nói với Phó Trường Trinh, chuyện gọi thầu xây dựng sân bay thì liên hệ với các môi giới toàn quốc. Chuyện này cần phải tuyên truyền mạnh mẽ, càng nhiều người biết càng tốt, tranh thủ hấp dẫn nhiều nhà đầu tư và các tay kiến trúc có thực lực trong nước đến. Phó Trường Trinh nói, mọi việc trong chuyện này đã được an bài rồi, đúng rồi, thị trưởng Trương, ban chỉ huy của chúng ta đã xây xong rồi, tiền công trình có nên trả hay không? Lông mày của Trương Dương khẽ động, đương nhiên là phải trả rồi, làm một chuyện gì nhất định cũng phải chú ý đến thành tín, nếu như một tòa nhà nhỏ như vậy mà chúng ta còn quyệt được, thì sau này còn ai dám đầu tư? Phó Trường Trinh gật đầu liên tục. Trương Dương nói, tiền nhỏ thì chúng ta không cần tính, tiền lớn chúng ta mới suy nghĩ, muốn quyệt nợ cũng phải kiếm một vố lớn. Vẻ mặt của Phó Trường Trinh đầy sự bất đắc dĩ, đi theo bên cạnh Trương Dương, muốn không học làm kẻ dối trá cũng không được. Hắn đang muốn chuẩn bị báo cáo một chút chuyện của hắn, thì điện thoại của Trương Dương đã vang lên. Trương Dương cầm lấy điện thoại này là do Phó Thị trưởng Tĩnh Hải Vương Quản Chính gọi đến, Vương Quản Chính đặc biệt thông báo cho Trương Dương, cuối tuần này muốn tổ chức lễ tốt nghiệp cho lớp học tinh thần văn minh kiến thiết, thuận tiện phát giấy chứng nhận tốt nghiệp, kêu Trương Dương cần phải trình diện. Trương Dương gật đầu đáp ứng, vừa mới cúp điện thoại bên này, thì bên kia điện thoại của Đỗ Thiên Dã lại đến, kêu hắn đến Đông Giang một chuyến. Đem tình huống chuẩn bị cho việc xây dựng sân bay báo cáo với lãnh đạo tỉnh một chút, chuyện này cực kỳ quan trọng, liên quan đến khoản tiền được chi cho tương lai, Đỗ Thiên Dã muốn hắn cần phải coi trọng, lập tức đi ngay. Trương Dương nhìn cục pin điện thoại đã không còn bao nhiêu năng lượng, không khỏi lắc đầu, cái điện thoại di động này cũng sắp phát nổ vì bị gọi quá nhiều rồi. Hắn vừa đổi một cục pin mới vừa nói với Phó Trường Trinh, ngày mai tôi đến Đông Giang công tác, tuần sau mới về được, bên này có chuyện gì? Cậu cứ thỉnh giáo chủ nhiệm Thường, lúc tôi không có mặt thì do hắn chủ trì công tác hiện trường. Phó Trường Trinh móc ra một quyển sổ nhỏ chăm chú ghi vào. Trương Dương cười nói, tôi nói cậu này, một có thể không làm ra hình thức bệnh hoạn như vậy được không? Một chút chuyện nhỏ như vậy mà bộ não cũng không nhớ được sao? Phó Trường Trinh nói, cả ngày bận từ sáng đến khuya, mọi chuyện nhiều lắm, tôi sợ có chuyện thì không tốt, cho nên ghi lại thì thỏa đáng hơn. Trương Dương nói, cậu nhớ đấy. Chuyện điện thoại cần phải nhanh lên, cậu liên hệ với cục điện tín Phong Trạch, kêu bọn họ lắp đặt một đường dây riêng, cuối tuần mà tôi trở về nếu chuyện này mà còn chưa làm thỏa đáng, thì cậu trực tiếp nói cho vị cục trưởng bên đó, kêu ông ta cuốn gói cút đi là vừa. Phó Trường Trinh nói, bọn họ nói rồi, ngày mai sẽ đến lắp đặt. Lại nói như vậy, cái hiệu suất làm việc của bọn họ cũng thật là, không cho một bài học đúng là không thành thật. Phó Trường Trinh đã đi theo bên cạnh Trương Dương lâu rồi nên cũng quen với tác phong làm việc của hắn, mỉm cười nói tôi sẽ chuyển lời. Trương Dương nói, không cần khách khí, cứ lặp lại nguyên văn lời nói của tôi mà nói với bọn họ. Phó Trường Trinh nói, chuyện gọi thầu dự tính tiến hành tại tòa thị chính Giang Thành, bây giờ đang tiến hành gian đã ẩn chuẩn bị. Trương Dương nói, chuyện này tôi sẽ thương lượng với chủ nhiệm Triệu, bên Giang Thành giao cho ông ta phụ trách, dù sao ông ta cũng là phó chỉ huy. Cũng không thể cầm tiền rồi mặc kệ sống chết. Phó Trường Trinh thấy Trương Dương bắt đầu dọn đồ, liền vội nói, thị trưởng Trương, tôi giúp anh dọn đồ cho, anh bận thì cứ đi làm đi. Trương Dương nói, từ cái ngày làm chỉ huy hiện trường này, tôi đều bận từ sáng đến khuya, trời thì càng lúc càng nóng, muốn gắn điều hòa trong phòng nghỉ một chút cũng không được. Lãnh đạo đã nói rồi, thuộc hạ cho dù chạy có gãy chân cũng phải chạy, bí thư Đỗ nói, tôi phải đến Đông Giang ngay lập tức. Phó Trường Trinh nói, thị trưởng Trương là người chịu làm mà. Trương Dương gật đầu, chợt nhớ ra một việc, tiểu phó, đi lấy 10.000 tiền mặt cho tôi đi, trong tay không có tiền. Phó Trường Trinh vội vàng đi lấy. Trương Dương cầm tiền, lập tức chạy đến Giang Thành, Đỗ Thiên Dã dặn hắn lần này gặp mặt tùy cơ hành động, lần này đi đến Đông Giang để báo cáo tình huống chuẩn bị xây dựng cho sân bay với những lãnh đạo như Kiều Trấn Lương, Tống Hoài Minh, cái này vô cùng quan trọng, liên quan đến ngân sách tương lai đấy. Trương Dương đi đến phòng làm việc của Đỗ Thiên Dã, câu nói đầu tiên là, nếu chuyện lần này quan trọng như vậy, vì sao ông không tự mình đi? Đỗ Thiên Dã nói, hạng mục sân bay nếu đã giao cho cậu phụ trách, thì tôi cũng buông tay để cho cậu đi làm, chuyện gì cũng để tôi ra mặt,
trong lòng của cậu không thấy khó chịu sao? Hơn nữa, Tỉnh Trường Tống lại là cha vợ tương lai của cậu, Bí Thư Kiều có quan hệ coi như không tồi với cậu, cậu gặp mặt nói chuyện với hai người bọn họ cũng tiện hơn một ít. Trương Dương nói, cái mặt của tôi không đáng đồng xu nào đâu, người ta chưa chắc đã chịu mua. Đỗ Thiên Dã nói, lúc đầu cậu tìm tôi đòi tiền, cũng quấy rầy mãi không thôi, nhất định phải làm cho lãnh đạo của tỉnh ý thức được trắc trở mà chúng ta đang đối mặt, khó khăn của Giang Thành cũng chính là khó khăn của Bình Hải, tỉnh không có khả năng nhìn chúng ta gặp mặt mà mặc kệ không đưa tay ra. Trương Dương gật đầu nói, được, ông là lãnh đạo, ông chỉ chỗ nào thì tôi đánh chỗ đó. Đỗ Thiên Dã nói, Nam Tích năm nay có một cảng nước sâu đã được duyệt, Giang Thành chúng ta lại muốn xây dựng sân bay, Giang Thành và Nam Tích đều là con cái của Bình Hải, mà chính sách của tỉnh lại có chỗ chênh lệch, một chỗ có thể quá nhiều nhưng cũng có chỗ lại nhận quá ít viện trợ, cậu có hiểu chưa? Trương Dương lúc này mới biết được ý định của Đỗ Thiên Dã khi kêu mình đến Đông Giang, hắn thấp giọng nói, có phải là Nam Tích cũng đi đòi tiền của tỉnh không? Đỗ Thiên Dã nói, còn cần phải hỏi sao? Ai mà không muốn tranh thủ đầu tư tài chính chứ? Trước đó thị trường Tả có đến tỉnh một chuyến, chỉ là hiệu quả không lớn, cho nên tôi mới phái cậu đi xem thử. Nếu chúng ta không tranh, thì hơn phân nửa tiền sẽ bị Nam Thích giành đi. Trương Dương thở dài nói, chuyện này sao ông không nói cho tôi biết sớm? Nếu như tôi mà biết tỉnh chịu chi, thì đã sớm tranh thủ số tiền này vào tay rồi. Đỗ Thiên Dã cười nói, cậu đi bây giờ vẫn còn kịp, lần này nếu có thể tranh thủ nhiều tài chính trở về, thì tôi sẽ ghi nhất đại công của cậu. Trương Dương nói, đại công cái gì? Thưởng cho tôi thế nào? Đỗ Thiên Dã nói, lòng tham không đủ nên rắn đòi nuốt voi, nếu như không phải là do tôi kiên quyết phản đối, thì có lẽ cái chức phó thị trưởng Phong Trạch của cậu đã không được bảo đảm rồi, cậu thấy đủ chưa? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn có chức chính sử thì cần phải tốn một ít công phu rồi. Đỗ Thiên Dã nói, chuẩn bị một chút, ngày mai đi. Trương Dương nói, đòi mạng à, mới vừa buông công tác ở sân bay xuống được một chút, tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa là. Đỗ Thiên Dã cười cười, đứng lên vỗ vai của hắn, nói, lão đệ, tôi biết cậu cực khổ, nhưng mà trong thể chế của Giang Thành, người tôi tin tưởng nhất chính là cậu, công tác giao cho người khác đi làm, tôi thật sự rất lo lắng, cậu không giúp tôi thì ai sẽ giúp tôi. Trương Đại Quan Nhân cảm thán nói, lão Đỗ à, ông càng ngày càng giống kẻ dối trá. Lúc trước tôi đâu có thấy như vậy đâu. Đỗ Thiên Dã nói, cải cách phải làm từ bên trong ra, tôi phải làm cho bản thân thích ứng với thời đại này. Rời khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiên Dã, đúng lúc gặp phải phó chủ nhiệm cải cách xí nghiệp Tiếu Lâm. Tiếu Lâm là cháu trai của phó thị trưởng Tiếu Minh, cũng là bộ hạ cũ của Trương Dương. Tuy rằng bây giờ hắn ta cũng là cấp bậc phó sử, nhưng mà thấy được Trương Dương cũng biểu hiện ra sự tôn kính tương đương. Hắn cung kính nói, thị trưởng Trương, đến làm việc à? Trong nội tâm của Tiếu Lâm cũng luôn có một cảm giác áy náy có lỗi với Trương Dương, dù sao thì cái chức phó chủ nhiệm cải cách xí nghiệp của Trương Dương vừa mất, thì hắn liền thế thân vào đó, loại chuyện này đối với đương sự mà nói đúng là có một chút xấu hổ. Trương Dương cười nói, Tiếu Lâm à, cậu không ở phòng cải cách xí nghiệp mà chạy đến đây làm gì? Tiếu Lâm nói, báo cáo công tác với thị trưởng Nghiêm. Trương Dương nói, gần đây phòng cải cách xí nghiệp rất là sinh động nha. Tiếu Lâm khiêm tốn nói, đều là do cơ sở của thị trưởng Trương tốt, bây giờ tôi chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, hưởng cái có sẵn thôi. Trương Dương cũng thỏa mãn với biểu hiện của hắn, hắn không có ý kiến gì với Tiếu Lâm cả, chỉ là có chút khó chịu với chú của hắn là Tiếu Minh thôi. Hai người cùng nhau đi xuống thang máy, trong phòng khách gặp được Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện đến cùng với Tiếu Minh, tốc độ phát triển của việc liên kết ngoại hối đúng là kinh người, lúc trước ruộng đất ở đây không thỏa mãn được nhu cầu của cô. Cho nên Kiều Mộng Viện đã xin thêm 100 mẫu ruộng đất làm kỳ ngoại hối thứ hai. Kiều Mộng Viện vừa mới đi tìm Tả Viên Chiêu, chuyện này rất thuận lợi, Tả Viên Chiêu hầu như là không suy nghĩ nhiều, lập tức quyết định chuyện này. Kiều Mộng Viện đã lâu rồi không nhìn thấy Trương Dương, phát hiện ra hắn gầy và đen hơn trước, nghĩ đến chắc hẳn là do công tác khổ cực, trong lòng không khỏi có chút tư vị đau xót không nói nên lời. Kiều Mộng Viện bỗng nhiên ý thức được là mình đang quan tâm người ta. Phát hiện này làm cho Kiều Mộng Viện cảm thấy có chút sợ hãi, mình sao lại tự nhiên quan tâm đến hắn. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Kiều Mộng Viện, ánh mắt của hắn bao hàm một mùi vị cay độc. Kiều Mộng Viện cảm thấy không thích ứng khi hắn nhìn mình như vậy, mỉm cười với hắn, sao trùng hợp vậy? Trương Dương nói, cái này không tính là trùng hợp, chỗ hành hương lớn nhất ở Giang Thành chính là đây, chúng ta đều là tín đồ, cúi đầu không gặp mặt đầu thấy.
Kiều Mộng Viện và Tiếu Lâm đều bị ví dụ của thằng nhãi này chọc cười. Kiều Mộng Viện nói, chủ bị cho công trình sân bay tiến triển thuận lợi chứ. Trương Dương gật đầu nói, cũng tốt. Kiều Mộng Viện cười nói, thuận lợi là tốt rồi. Cô nhìn thời gian một chút, nói tôi phải đi trước, ngày hôm nay còn phải quay về Đông Giang một chuyến. Trương Dương nao nao, hắn lập tức cười nói, có lái xe không? Kiều Mộng Viện nói, đi nhờ xe của chủ nhiệm Tiếu. Trương Dương chủ động nói, tôi đưa cô đi. Kiều Mộng Viện do dự một chút, nhưng mà trước mặt Tiếu Lâm cũng không thể từ chối được, gật đầu nói, vậy làm phiền thị trưởng Trương. Đi theo Trương Dương lên xe tải của hắn, Trương Dương nói, bây giờ đi đâu? Kiều Mộng Viện nói, trước tiên đưa tôi trở về công ty đi, tôi đi lấy vài thứ, sau đó thả tôi ở trạm xe lửa. Trương Dương gật đầu, cũng không đề nghị là muốn đi Đông Giang một chuyến, đưa Kiều Mộng Viện trở về công ty. Kiều Mộng Viện đi vào không bao lâu rồi mang theo một cái túi sách đi ra, cười nói, thật ngại quá, ngày hôm nay bắt anh làm tài xế chuyên trách cho tôi. Trương Dương nói, không sao cả, được làm tài xế cho cô cũng là vinh hạnh của tôi. Kiều Mộng Viện chọc ghẹo, tôi không có tiền trả lương cho anh đâu. Trương Dương cười nói, vậy, hắn định nói là vậy lấy thân báo đáp, chỉ là chữ ra đến ngay môi thì cảm thấy không thích hợp hắn và Kiều Mộng Viện tựa hồ không thích hợp để đùa như vậy. Con người của Kiều Mộng Viện vô cùng có lý tính, lỡ như mà chọc giận cô ta, thì bạn bè cũng không thể làm được. Kiều Mộng Viện từ trong chữ đầu tiên của Trương Dương đã đoán ra được cái gì đó, mặt cười chuyển hướng ra cửa sổ xe, đôi mắt đẹp toát ra vài phần ngượng ngùng. Cô nhẹ giọng nói, còn 45 phút nữa xe lửa sẽ chạy, đưa tôi đến đó nhanh một chút đi. Trương Dương nói, yên tâm, nhất định không làm lỡ chuyến đi đến Đông Giang của cô, sở dĩ hắn nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng muốn đi đến Đông Giang, vốn dự định là sáng mai đi, biết ngày hôm nay Kiều Mộng Viện cũng đến Đông Giang, thế là lập tức quyết định đồng hành với người đẹp, cứ như vậy thì trên đường đi cũng có người làm bạn. Kiều Mộng Viện chờ đến lúc chiếc xe chạy ngang qua trạm xe lửa mới nhanh chóng phát hiện ra có chỗ không đúng, cô kêu lên, này, anh chạy qua luôn rồi, mau dừng xe. Vẻ mặt Trương Dương đầy ý cười. Mặt cười của Kiều Mộng Viện lập tức xuất hiện vẻ hờn giận, nói, đừng có giỡn. Tôi sắp không kịp giờ rồi, cô biết Trương Dương hay nói giỡn, cho nên mới nói ra lời như vậy. Trương Dương cười nói, tôi không nói giỡn, nói là đưa cô đến Đông Giang, nhất định sẽ đưa cô đến. Kiều Mộng Viện nói, không cần anh đưa, anh có nhiều việc như vậy làm còn không xuể, tôi làm sao dám làm lỡ thời gian quý giá của anh. Lúc này Trương Dương mới đem chuyện Đỗ Thiên Giã kêu hắn đến Đông Giang báo cáo công tác nói ra. Kiều Mộng Viện sẵn giọng nói, anh cũng thật là... Nói sớm là muốn đi đến Đông Giang không phải được sao, còn cố ý nói xạo gạt tôi. Trương Dương cười ha hả nói, tôi cũng không có gạt cô. Kiều Mộng Viện nói, tiếc cho cái vé xe lửa của tôi. Trương Dương nói, Kiều tiểu thư cô trên người có hàng tỷ đồng, sẽ không quan tâm đến một tấm vé xe lửa chứ. Kiều Mộng Viện nói, anh có biết lãng phí là đáng thẹn không? Trương đại quan nhân bỗng nhiên đạp mạnh chân phanh lại, Kiều Mộng Viện hoảng hốt nắm lấy tay vịt. Không biết thằng nhãi này lại muốn làm gì. Trương Dương vươn tay ra nói, vé đâu? Kiều Mộng Viện đưa vé xe lửa cho hắn. Trương Dương cầm lấy vé xe lửa, mở cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với một người ăn xin ở ven đường, người ăn xin đó khập khiễng đi về hướng của hắn. Trương Dương đem tấm vé xe lửa để vào trong bát xin cơm của hắn, cười nói, kinh tế ở đây không tốt, muốn kiếm nhiều tiền, thì lên tỉnh đi. Nói xong, hắn nhấn ga và phóng đi về phía trước nhanh như chớp. Người ăn xin cầm lấy tấm vé ngơ ngác một hồi, lẩm bẩm câu nói của Trương Dương nhiều lần, lại nhìn tấm vé xe lửa một chút, xác định tấm vé này là thật, hắn kích động vạn phần nói, Bồ Tát Hiển Linh, Bồ Tát Hiển Linh. Chương 440, bên nặng bên nhẹ. Chỗ trùng hợp của cuộc đời không đâu không có, Trương Dương và Kiều Mộng Viện cùng nhau đến Đông Giang, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên, chỉ là cô nam quả nữ đồng hành với nhau thì lại là lần đầu tiên, Kiều Mộng Viện cố gắng làm cho mình có vẻ tự nhiên bình tĩnh. Nhưng mà Trương Dương vẫn có thể cảm giác được vẻ câu nệ lơ đãng toát ra của cô. Phần lớn thời gian Trương Dương đều muốn bản thân làm một người khiêm tốn nho nhã lễ độ, chuyện tình quá mức hắn sẽ không làm, đề tài nói chuyện với Kiều Mộng Viện cũng không chạm vào chỗ ngứa hay chỗ đau, khi mà Kiều Mộng Viện cũng ý thức được hắn không có nhiều nguy hiểm, thì cũng trở nên tự nhiên rất nhiều, đề tài của hai người từ từ rời đến trên sân bay mới. Trương Dương cũng không giấu giếm mục đích chủ yếu khi đi đến Đông Giang, hắn mỉm cười nói. Lần này đến Đông Giang, chủ yếu là để tranh thủ tài chính của tỉnh, Nam Thích gần đây có làm công trình cảng nước sâu,
Giang Thành chúng tôi cũng chuẩn bị xây dựng hạng mục sân bay, trong tỉnh nghiêng về chính sách của ai, thì sẽ cho tiền người đó nhiều một ít. Kiều Mộng Viện cười nói, thì ra là anh đến dành tiền. Trương Dương cười tủm tỉm nói, có thể nói như vậy, tài chính của tỉnh dùng để đầu tư dù sao cũng có hạn, chúng tôi không đi tranh thủ, thì số tiền đó sẽ chạy đến Nam Tích. Trương Dương nhìn thoáng qua Kiều Mộng Viện, nói, có quan hệ của hai chúng ta, nói thế nào thì cô cũng phải nói tốt vài câu về tôi trước mặt bí thư Kiều nhé. Kiều Mộng Viện hầu như muốn bật một câu ra khỏi cửa miệng, quan hệ của hai chúng ta. Chỉ là chữ ra đến môi thì thấy có chút không thích hợp, thản nhiên cười nói, bây giờ tôi cũng coi như một nửa thị dân Giang Thành, việc này tôi sẽ tận lực. Trương Dương nói, lần này về Giang Thành là thăm người thân hay là làm ăn? Kiều Mộng Viện nói, ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi. Trương Dương nói, chúc phúc dùm tôi nhé. Cảm ơn. Hai người nói chuyện tôn trọng lẫn nhau. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, buổi tối 9 giờ đã đến Đông Giang, Trương Dương đưa Kiều Mộng Viện đến Đại viện tỉnh ủy, Kiều Mộng Viện đang chuẩn bị xuống xe, thì Trương Dương lại nói, đã trễ như vậy rồi, cùng nhau ăn bữa cơm rồi trở về. Kiều Mộng Viện xoay người lại, nhìn khuôn mặt tràn ngập mong ước của Trương Dương, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cũng không đi xe, mà vào ngay quán ăn đối diện với Đại viện tỉnh ủy, Kiều Mộng Viện thích ăn cá chưng nước ở đây. Còn Trương Dương thì không hề có chút cảm xúc với cái món cay xè tứ xuyên này, gọi một đĩa đậu phộng, một phần thịt bò, và lấy bình rượu ở Giang Thành trong xe ra uống. Kiều Mộng Viện lo lắng cho hắn lái xe sau khi uống rượu sẽ gặp phải phiền phức, nhẹ giọng nói, anh uống ít thôi, lái xe sau khi uống rượu không an toàn. Trương Dương cười nói, nếu cô lo lắng rằng tôi uống rượu vào xong không an toàn, thì cứ thẳng thắn giữ tôi ở lại nhà của ở đi. Một câu nói làm cho mặt cười của Kiều Mộng Viện đỏ bừng, cảm thấy vẻ thành thật trên đường đi của thằng nhãi này toàn bộ đều là ngụy trang, vừa mới đặt chân đến Đông Giang, hắn liền bắt đầu chứng nào tật nấy. Thật ra Trương Dương là một người thích đùa, càng là lúc hai người đơn độc, thì hắn càng thêm khiêm tốn nhúng nhường, chỉ là đến trước mặt đám đông rồi, thì hắn lại bắt đầu dục dịch. Kiều Mộng Viện làm như không có nghe thấy, gấp một miếng cá vào chén, chăm chú mà ăn. Trương Dương rót một ly rượu đặt trước mặt cô, uống với tôi một ly. Kiều Mộng Viện nâng ly rượu lên, mỉm cười nói, cảm ơn anh đã làm tài xế cho tôi. Trương Dương nói, đối với cô, tôi vĩnh viễn là cam tâm cúi đầu làm trâu làm ngựa. Những lời này của hắn ít nhiều gì cũng bao hàm ý tứ mở ám. Kiều Mộng Viện cười nói, anh là một cán bộ quốc gia, cho dù muốn làm trâu làm ngựa, thì đầu tiên nghĩ đến cũng phải là dân chúng. Trương Dương đang muốn chọc ghẹo cô vài câu. Thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười sang sảng, Mộng Viện, sao em lại ở chỗ này? Đại ca của Kiều Mộng Viện, Kiều Bằng cử từ trong phòng trong đi ra, đúng lúc gặp Kiều Mộng Viện và Trương Dương đang ngồi ăn tại phòng khách, ngày mai là sinh nhật của mẹ, gã biết tối hôm nay em gái sẽ từ Giang Thành trở về, nhưng mà gã không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp phải em gái, càng không ngờ em gái lại ngồi ăn cùng với Trương Dương. Kiều Mộng Viện vừa thấy đại ca xuất hiện liền có chút khẩn trương, Trương đại quan nhân thì rất thản nhiên. Hắn và Kiều Mộng Viện vốn chẳng có gì gọi là cả, không sợ bị người ta phát hiện, hắn đứng dậy cười nói Kiều tiên sinh, sao trùng hợp quá vậy? Kiều Bằng cử cười nói, tôi thích ăn cá chưng nước ở đây, mỗi lần đến Đông Giang đều tới chỗ này ăn. Trương Dương nói, không ngờ rằng khẩu vị của hai anh em lại giống nhau như vậy. Hắn mời Kiều Bằng cử cùng nhau uống một chút nhé. Kiều Bằng cử nói, các người ăn trước đi, tôi vào trong nói một tiếng. Kiều Bằng cử xoay người vào trong phòng nói một tiếng với mấy người bạn, không bao lâu sau liền quay trở ra, trong tay còn cầm theo một chai rượu. Trương Dương cười nói, đến được rồi, còn mang rượu đến, khách khí cái gì? Kiều Bằng cử nâng ly đặt lên bàn, Trương Dương cầm lấy chai rượu đặc biệt ở Giang Thành rót cho gã một ly, nếm thử rượu địa phương của Giang Thành chúng tôi đi. Kiều Bằng cử cũng không khách khí với hắn, nâng ly rượu lên chạm ly với Trương Dương, uống một ngụm hết nửa ly. Trương Dương gọi phục vụ đến kêu thêm hai món. Kiều Mộng Viện đứng dậy nói, em ăn no rồi, về nhà trước đây. Kiều Bằng cử gật đầu, Kiều Mộng Viện đứng vậy khoát tay với Trương Dương, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xem, lúc trở về đừng quên gọi điện thoại, những lời này của Kiều Mộng Viện cũng có ý giấu đầu lòi đuôi đây mà. Trương Dương cười cười, Kiều Mộng Viện đi rồi, hắn mới nói với Kiều Bằng cử, nghe nói ngày mai là sinh nhật của bác gái. Kiều Bằng cử cười nói, tôi cũng vừa về sáng nay, bình thường tôi và Mộng Viện đều ra ngoài làm ăn, không có bên cạnh cha mẹ, sinh nhật của cha mẹ, chúng tôi phải về để biểu lộ hiếu tâm. Trương Dương nói, tận hiếu là tất hiếu, lúc chúng ta còn trẻ bởi vì bận việc,
làm việc mà quên mất cha mẹ, sau này khẳng định sẽ hối hận. Kiều Bằng Cử cảm thán, cuộc sống con người thật sự quá ngắn, cho nên chúng ta nên quý trọng tất cả những người bên cạnh có thể quý trọng. Trương Dương cười nói, lời nói của Kiều tiên sinh cũng tràn ngập triết lý nha. Kiều Bằng Cử cười nói, chỉ là cảm xúc nhất thời phát ra mà thôi, khiến cậu chê cười. Hai người lại làm một ly rượu, Kiều Bằng Cử nói, tôi nghe nói bên Giang Thành đang làm hạng mục sân bay mới. Trương Dương gật đầu nói, không sai, bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị, cuối tuần này thì sẽ mở họp gọi thầu công khai, lần này tôi đến Đông Giang chính là báo cáo tình huống phát triển của kế hoạch chuẩn bị cho hạng mục sân bay. Kiều Bằng Cử nói, tôi nghe nói phương diện tài chính của hạng mục sân bay này xảy ra vấn đề. Trương Dương cười nói, tin tức này cũng không chuẩn xác, hạng mục sân bay hấp dẫn rất nhiều đầu tư, tiểu thương thì không nói, chỉ cần ở trong nước thôi cũng đã có hai nhà đầu tư lớn muốn xây dựng sân bay này rồi. Kiều Bằng Cử cười nói, như vậy rất tốt, bây giờ làm việc, không có tài chính sung túc bảo đảm trăm triệu là không được. Trương Dương nói, Kiều tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú với hạng mục sân bay của chúng tôi. Trương Dương bây giờ đặc biệt mẫn cảm với đầu tư, hắn cũng biết nghề nghiệp của Kiều Bằng Cử chính là đầu tư tài chính, nếu như Kiều Bằng Cử có hứng thú với hạng mục sân bay này, thì như vậy cơ hội tranh thủ tài chính của tỉnh sẽ càng nắm chắc hơn nữa. Kiều Bằng Cử lắc đầu nói, tôi không có hứng thú quá lớn với hạng mục sân bay của Giang Thành cho lắm, tuy rằng tôi đến Bình Hải không bao lưu ớ, nhưng mà tôi thấy kết cấu kinh tế của Bình Hải là nam mạnh bắt yếu, dùng tiền đầu tư vào miền Bắc phát triển thong thả. Không bằng đem tiền đỏ vào trong khu miền Nam phát triển mạnh mẽ, tôi là một thương nhân, nguyên tắc làm việc của thương nhân chính là trong thời gian ngắn nhất mà thu được lợi ích lớn nhất, Kiều Bằng Cử dừng lại một chút, nhấn mạnh theo giọng nói. Cho nên tôi lựa chọn đầu tư cho hạng mục cảng nước sâu ở Nam Tích. Trong lòng Trương Dương trầm xuống, những lời này của Kiều Bằng Cử giống như đang truyền cho hắn một tin tức quan trọng, Kiều Bằng Cử muốn đầu tư vào hạng mục cảng nước sâu tại Nam Tích, nói cách khác, trong chuyện tranh thủ tài chính của tỉnh. Nam Tích đã chiếm trước một bước, Kiều Bằng Cử xem trọng Nam Tích, có thể là đại biểu cho cái nhìn của Kiều Trấn Lương, nếu thật sự là như vậy, thì hành trình lần này đến Đông Giang, xem ra là 10 phần thất bại rồi. Kiều Bằng Cử chậm rãi hạ ly rượu xuống, nói trong tỉnh gần đây sẽ duyệt 5 công trình trọng điểm, cảng nước sâu của Nam Tích và sân bay mới của Giang Thành đều ở trong đó, tuy rằng đều là công trình trọng điểm, trong chính sách, trong ủng hộ tài chính khẳng định sẽ còn có nhiều trọng điểm hơn, lần này cậu đến đây là vì chuyện này sao? Những lời này của Kiều Bằng Cử đã hỏi đến điểm quan trọng, Trương Dương cũng không giấu giếm, trên thực tế giấu giếm cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Trương Dương thản nhiên nói, thành phố lần này kêu tôi đến là vì tranh thủ sự ủng hộ tài chính của tỉnh. Kiều Bằng Cử nói, đó là đương nhiên, ai cũng muốn trở thành trọng điểm, ai cũng muốn thu được tài chính của tỉnh. Trước cậu, các lãnh đạo Nam Tích đã làm rất nhiều công tác, cho nên đã đi phía trước cậu. Trương Dương nói, theo tôi được biết thì công trình cảng nước sâu của bọn họ cũng chưa chính thức khởi công. Kiều Bằng Cử nói, thực lực kinh tế của Nam Tích hùng hậu hơn Giang Thành, giấy tờ của công trình cảng nước sâu cũng đã được phê chuẩn, từ lúc đầu bọn họ cũng đã bắt đầu làm công tác trong tỉnh rồi. Trương Dương cười nói, nếu như anh là lãnh đạo tỉnh, anh sẽ ủng hộ cho công trình nào? Kiều Bằng Cử mỉm cười nói, hạng mục nào có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho Bình Hải thì tôi sẽ ủng hộ cái đó. Trong lòng Trương Dương nói, anh nói mà cứ như là không nói vậy, nhưng mà cho dù Kiều Bằng Cử không nói hắn cũng rõ ràng, người ta quyết định đầu tư vào cảng nước sâu ở Nam Tích, khẳng định là xem trọng tương lai sắp tới của cảng nước sâu rồi, không hề nghi ngờ, cái mà Kiều Bằng Cử ủng hộ chính là cảng nước sâu. Trước khi Trương Dương đến Đông Giang, thật không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy, sau khi chào tạm biệt Kiều Mộng Việt, hắn đi đến nhà khách chính phủ ở một đêm, sáng mai còn phải đi làm chính sự. Ngày hôm nay gặp gỡ với Kiều Bằng Cử, đã làm cho áp lực trên đôi vai của Trương Dương đột nhiên tăng lên nhiều. Lúc Kiều Bằng Cử về đến nhà, cha mẹ và em gái đang ở trong phòng khách nói chuyện. Kiều Trấn Lương thấy con trai trở về, không khỏi cười nói, có uống nhiều không? Kiều Bằng Cử cười nói, có hai chai rượu, vẫn còn nằm trong phạm vi tiêu hóa của con. Mạnh Truyền Mỹ nhìn con trai bằng cặp mắt tràn ngập từ ái, uống ít thôi, bây giờ tuổi còn trẻ thân thể tốt, chờ sau này rồi mới biết. Thân thể không thể dùng để tiêu xài được. Kiều Bằng Cử cười nói, mẹ, con cũng không tiêu xài thân thể. Hắn đi đến bên cạnh cha mà ngồi xuống. Kiều Mộng Viện đưa trà ngon đến tay hắn, nhẹ giọng nói, anh, uống trà đi. Kiều Bằng Cử nói, tửu lượng của Trương Dương lợi hại thật, nếu mà uống thật sợ rằng anh không phải đối thủ của hắn. Kiều Trấn Lương nói, người thanh niên so cái gì không so. Tự nhiên lại đi so uống rượu,
con có thể uống thì thế nào? Có thể xúc tiến kiến thiết hiện đại hóa của xã hội chủ nghĩa sao? Kiều Mộng Viện nghe thấy thú vị, không nhịn được bật cười hì hì. Kiều Bằng Cử nói, ba, nhận thức của ba hình như có vấn đề, chúng ta uống nhiều rượu, thì nhà máy rượu bán ra càng nhiều, thu về tài chính càng nhiều, và hiệu quả cùng lợi ích của nhà máy rượu tự nhiên sẽ tăng lên, hiệu quả và lợi ích tăng lên, thì lợi nhuận cấp cho quốc gia và thuế cũng tăng lên. Quốc gia thu được càng nhiều thuế, thì quốc khố càng phong phú, kinh tế của quốc gia sẽ không ngừng phát triển, tiến trình cải cách sẽ nhanh hơn, cái này gọi là tuần hoàn tốt. Kiều Trấn Lương cười mắng, logic vớ vẩn, theo như lời của con nói, đại nghiệp cải cách của chúng ta không cần phải làm gì cả, cả tỷ dân cứ việc uống rượu mỗi ngày là thực hiện được. Kiều Bằng Cử cười nói, ba, con không có nói vậy. Kiều Mộng Viện cười nói, đại ca của con là một thương nhân lợi dụng điển hình. Kiều Bằng Cử nói, nhà đầu, những lời này của em lại không đúng, anh làm đầu tư tài chính, em lại là thực nghiệp, chúng ta tuy rằng khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều như nhau, tất cả đều là vì lợi nhuận. Lấy nhỏ vật lớn, lấy đầu tư ít mà thu về lợi ích lớn nhất, đây mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Kiều Trấn Lương nhắc nhở cả hai, việc buôn bán cũng không thể chỉ nghĩ kiếm tiền thôi, thu hoạch lợi ích kinh tế, đồng thời phải chú ý đến hiệu quả và lợi ích xã hội. Trên điểm này, Mộng Viện làm tốt hơn con, quyên góp giáo dục, đầu tư từ thiện, ở Giang Thành làm không ít chuyện tốt cho dân chúng và xã hội. Kiều Bằng Cử nói, đối với sự nghiệp từ thiện con luôn có bảo lưu, con thừa nhận là xã hội này quả thật có không ít người cần trợ giúp, chỉ là một phần lớn người bên trong cũng không phải là cần viện trợ thật sự. Ba thấy những người ăn xin trên đường không, có chân có tay, bọn họ rõ ràng có thể đi làm, vì sao lại chọn cuộc sống không làm mà hưởng này. Bỏ qua tôn nghiêm đổi lấy tiền tài, người như vậy căn bản là không đáng để đồng tình, con nghe nói không ít ăn xin thu nhập mỗi tháng hơn cả ngàn đồng. Thu nhập như vậy cho dù là nhân viên chính phủ cũng phải chịu thua. Kiều Trấn Lương nhíu mày nói, cho dù con không có tâm hiến ái, cũng không nên ôm thái độ như vậy. Kiều Bằng Cử nói, ba, con biết ba không thích nghe những lời này, nhưng trong nước chúng ta thích nhất là làm cái gì? Chính là quyên tiền cứu nạn thiên tai, nguyên tắc quyên tiền là gì? Tự giác tự nguyện, hà tất gì phải làm ra nhiều hình thức như vậy, mục đích là cái gì? Đơn giản là lừa dối vài giọt nước mắt của thiện dân. Lừa lấy tiền từ trong túi của người ta, nhưng mà tiền mà con quyên sẽ đi đâu? Con không tin tất cả đều dùng trên người của nạn dân, bởi vì mỗi ngày có không ít quan viên tham ô bị bắt. Kiều Trấn Lương nói, thằng nhóc, ba phát hiện ra tư tưởng của con có vấn đề rồi. Kiều Bằng Cử nói, ba ở địa vị cao, không biết tình huống bên dưới, thật ra xã hội loài người cũng giống như thế giới động vật không có gì khác nhau, người thích ứng thì sinh tồn, khôn sống dại chết, chỉ có như vậy xã hội mới phát triển. Chuyện gì cũng muốn xử lý công bằng, thì chỉ biết đi đằng sau sự phát triển. Sắc mặt của Kiều Trấn Lương đã không dễ coi nữa, hừ một tiếng, nói thối lắm. Chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, mà thứ con nói đều là luận điệu của tư bản chủ nghĩa, Kiều gia chúng ta là gia đình đàng hoàng, sao lại có một thứ không ra gì như con. Kiều Bằng Cử thấy cha đã nổi giận thật rồi, vội vàng nháy mắt với đại ca. Kiều Bằng Cử cười nói, ba, bụng tể tưởng của bá có thể chống cả thuyền lớn. Tối hôm nay con uống hơi nhiều rượu, nghĩ cái gì thì nói cái đó, 3000 vạn lần đừng chấp nhất con nha, nói xong gã liền vội vàng đứng dậy chạy thoát. Kiều Trấn Lương căm tức nói, thằng nhóc chết tiệt, trong đầu toàn mấy thứ bát nháo. Mạnh Truyền Mỹ cười nói, anh đó, con cái đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng cũng là bình thường, anh có thể không tiếp thu, nhưng cũng nên dùng phương thức huyền chuyển để thuyết phục nó. Kiều Trấn Lương đứng dậy nói, ngủ, lười nói lời vô ích với nó. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Dương đã đi đến phòng làm việc của tỉnh trưởng để thăm hỏi nhạc phụ đại nhân tương lai, tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh tuy rằng bận rộn nhiều việc, nhưng cũng dành chút thời gian để đón tiếp. Trương Dương đem tình huống chuẩn bị của hạng mục sân bay mới tại Giang Thành báo cáo lại sơ lược. Tống Hoài Minh nghe rất cẩn thận, có những chỗ then chốt thì cắt lời Trương Dương để cẩn thận hỏi. Trương Dương nói xong, còn nhấn mạnh mục đích đến đây, tỉnh trưởng Tổng. Phương diện tài chính của chúng tôi rất khẩn trương, hạng mục xây dựng sân bay lớn như vậy, về phương diện tài chính cần hơn 10 tỷ, bây giờ gom góp khắp nơi từ các ngân hàng cho vay chỉ được hơn 3 tỷ, lỗ hổng tài chính vẫn còn rất lớn. Tống Hoài Minh cười nói, lỗ hổng tài chính có thể tranh thủ đầu tư của xã hội, lúc trước cậu làm công tác chiêu thương, chút chuyện này còn cần tôi dạy sao? Trong lòng Trương Dương rõ ràng, xem ra chỗ nào cũng như nhau, lấy tiền đều không dễ dàng, Trương Dương cũng không vòng vo nữa.
cười tủm tỉm nói, tôi nghe nói sân bay của Giang Thành nằm trong 5 công trình trọng điểm của tỉnh. Tống Hoài Minh gật đầu nói, không sai, công trình trọng điểm lần này rất nhiều, không chỉ có sân bay của Giang Thành. Trương Dương nói, công trình trọng điểm cũng có 1-2-3 đẳng cấp, sân bay mói của Giang Thành chúng tôi hẳn là nặng trong nặng phải không? Tống Hoài Minh nở nụ cười, ông làm sao mà không nhìn ra được tên nhóc này đang đi đường vòng để đòi tiền. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, trong tỉnh quả thật sẽ ủng hộ tài chính nhất định dành cho công trình trọng điểm, sân bay mới của Giang Thành cũng là một trong các công trình trọng điểm, hạng mục cảng nước sâu của Nam Tích cũng rất quan trọng, về phần cấp bao nhiêu thì còn phải chờ các thường ủy của tỉnh thảo luận rồi mới quyết định. Trương Dương nói, cơ sở kinh tế của Nam Tích khá hơn Giang Thành, tôi cũng không muốn để người khác giẫm để địa vị của Giang Thành, Nam Tích và Giang Thành đều là con cái của Bình Hải, chỉ là trong 10 ngón tay cũng có ngắn có dài. Hai cốt nhục thân sinh, một người giàu đến chảy mỡ, một người thì nghèo trơ xương, người làm cha như Bình Hải cũng phải nhìn ra được chứ. Là dệt hoa trên gấm hay là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh, xin các vị lãnh đạo hãy suy nghĩ. Tống Hoài Minh bị ví dụ của Trương Dương làm cho chọc cười, ông cười nói, cậu đừng ở đây khóc than với tôi, sắp mở hội nghị thường ủy rồi, tôi đáp ứng cậu, đem việc mà cậu nói trình bày trong hội nghị thường ủy. Tận lực giúp cho hạng mục sân bay mới của Giang Thành tranh thủ được lượng tài chính lớn nhất. Trương Dương nói, cảm ơn tỉnh trưởng Tống. Ngày hôm nay là làm công sự, mà nơi này lại là trụ sở chính phủ, Trương Đại Quan nhân thành thật gọi tỉnh trưởng Tống một tiếng. Tống Hoài Minh quả nhiên là hết lòng tuân thủ lời hứa, trong hội nghị thường ủy cùng ngày, ông đã đưa ra vấn đề sân bay mới của Giang Thành. Câu nói của Trương Dương quả không sai, 10 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Trên đời này sẽ không có chuyện nào xử lý được công bằng hết, cảng nước sâu tại Nam Tích cùng với sân bay mới của Giang Thành đều là hai hạng mục quan trọng nhất trong kế hoạch 5 năm sắp tới của Bình Hải, nhưng hai hạng mục này rốt cục là cái nào quan trọng hơn, tài chính của tỉnh nên nghiêng về ai nhiều hơn. Đến lúc này vẫn chưa thể xác định, công trình trọng điểm và công trình nặng trong nặng khẳng định là khác nhau rất lớn, Nam Tích và Giang Thành ai cũng muốn tranh cái nặng trong nặng này cả, chỉ là phương diện tin tức bên Giang Thành hiển nhiên là không nhanh nhạy bằng Nam Tích. Cho nên công tác của bọn họ đã bị lạc hậu nghiêm trọng. Tống Hoài Minh nói, tôi đề nghị đem hạng mục sân bay mới của Giang Thành đề thăng lên làm công trình trọng điểm trong kế hoạch 5 năm sắp tới của Bình Hải chúng ta. Các vị thường ủy đều biết, Giang Thành là thành phố chủ đạo phía Bắc Bình Hải chúng ta, mà những năm gần đây, kinh tế Bắc Bộ Bình Hải phát triển lạc hậu, lần xây dựng sân bay mới này sẽ xúc tiến Giang Thành, thậm chí là toàn bộ Bình Hải một cơ hội phát triển, tôi cho rằng tài chính hẳn là nên ủng hộ mạnh cho Giang Thành thì cần thiết hơn. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương cười nói, tỉnh trưởng Tống có tình cảm với Giang Thành quá. Tài chính của tỉnh chúng ta ủng hộ cho thành phố nào quả thật là một chuyện rất nhức đầu, Giang Thành và Nam Tích đều là con là cháu của Bình Hải, nếu như muốn làm theo chủ nghĩa bình quân, xử lý sự việc công bằng, đem tài chính phân tán ra, thì sẽ không làm ra được hiệu quả tốt nhất, cho nên chúng ta phải dùng tiền đặt vào trong chỗ then chốt nhất. Ông dừng lại một chút, nâng tách trà lên uống một ngụm. Rồi lại tiếp tục nói, chênh lệch kinh tế Nam Bắc tại Bình Hải là một thực tại, lãnh đạo đời trước không có thay đổi. Chúng ta phải thay đổi, chỉ là không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn, các lãnh đạo chúng ta cần phải đứng trên đỉnh cao nhất của toàn bộ tỉnh để nhìn nhận vấn đề, sân bay Giang Thành, cảng nước sâu tại Nam Tích, rốt cục thì hạng mục nào mới có thể mang về cho Bình Hải lợi ích lớn nhất. Tài chính của chính phủ chúng ta cần phải dùng trên hạng mục có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Thường vụ Phó tỉnh trưởng Triệu Quý Đình nói, tầm quan trọng của sân bay dân dụng và cảng nước sâu quốc tế chỉ cần nghĩ có thể biết, tôi cho rằng sân bay của Giang Thành tuy rằng quan trọng, nhưng mà không thể nào so sánh về mặt ý nghĩa như cảng nước sâu của Nam Tích. Tống Hoài Minh nói, từ trước mắt mà xem, từ phạm vi cực hạn mà xem, sân bay Giang Thành khẳng định là không có lời bằng cảng nước sâu của Nam Tích, nhưng mọi người chớ quên, vấn đề lớn nhất trước mắt chúng ta là cái gì? Vấn đề tồn tại lớn nhất ở Bình Hải chúng ta là cái gì? Chính là sự phát triển không đồng đều của kinh tế hai khu Nam Bắc, nếu như chúng ta không thể thay đổi tình trạng này, thì sau này sự mất cân đối về mặt kinh tế sẽ ngày càng nghiêm trọng, chúng ta có thể xem Bình Hải là một chiếc xe lửa, động lực của đầu xe thì rất đủ, nhưng mà phía sau liên tục kéo nó lại, gánh nặng của đầu xe sẽ ngày càng nặng hơn, xe lửa muốn vận hành với tốc độ cao cũng sẽ trở thành một việc không có khả năng. Lãnh đạo cấp trên đã phát hiện ra vấn đề này, cho nên muốn thử thay đổi trạng thái mất cân đối của kinh tế Nam Bắc. Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề, nếu như chúng ta tùy ý để cho sự mất cân đối này tiếp tục kéo dài, thì tương lai của Bình Hải chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thường vụ Phó tỉnh trưởng Triệu Quý Đình nói, chỉ là phát triển kinh tế phải có trọng điểm rõ ràng, tài chính của chúng ta cũng có hạn,
phát triển nam bộ chính là vì tăng cường động lực cho cái đầu tàu này, chỉ cần có đủ động lực, thì chiếc xe lửa Bình Hải này mới có thể hoạt động được. Kiều Trấn Lương không nói gì cả, cảng nước sâu Nam Tích và sân bay mới Giang Thành đều là hai công trình trọng điểm trong kế hoạch 5 năm sắp tới của Bình Hải, sẽ mang đến cho địa phương ảnh hưởng và cơ hội phát triển thật lớn, chỉ là vấn đề ai nặng hơn thì không đơn giản, theo biểu hiện trước mắt là vấn đề cảng nước sâu và sân bay mới. Trên thực tế thì là vấn đề chính sách trọng điểm của tỉnh đặt ở phía Nam hay phía Bắc, vấn đề này đã tồn tại từ thời của Cố Doãn Chi, đến cuối kỳ, Cố Doãn Chi cũng biết mình vô cùng coi trọng phát triển kinh tế phía Nam. Cho nên đã sớm tạo thành cục diện không ổn định của Nam và Bắc, làm cho ông ta phải ăn năn trong suốt cuộc đời chấp chính của mình. Kiều Trấn Lương biết Tống Hoài Minh nói có đạo lý, chỉ là lời nói của Triệu Quý Đình nói cũng rất đúng, cân đối sự phát triển kinh tế Nam Bắc không phải là một sớm một chiều là có thể thấy được. Muốn thấy được trong thời gian ngắn, thu được phát triển, thì quyết định tốt nhất chính là làm cho đầu tàu đi về phía trước. Kiều Trấn Lương nói, tôi nghe nói lúc đầu vấn đề khu khai phá kinh tế quốc gia thiết lập tại Giang Thành hay Lam Sơn cũng từng có tranh luận như vậy. Tôi muốn hỏi mọi người, lúc đầu vì sao mọi người lại chọn Lam Sơn chứ không phải là Giang Thành? Tất cả thường ủy đều không nói gì cả, lựa chọn ban đầu phải nói là lựa chọn của Cố Doãn Chi. Trong thường ủy có bao nhiêu người tán thành đem khu khai phá kinh tế quốc gia đặt tại Giang Thành đâu, chỉ là căn cứ theo tình trạng phát triển bây giờ mà xem, thì quyết định lúc ấy của Cố Doãn Chi là chính xác không thể nghi ngờ. Tình trạng phát triển kinh tế của Giang Thành, căn bản là không thích hợp thiết lập khu khai phá kinh tế quốc gia quy mô lớn. Tống Hoài Minh nói, khu khai phá và xây dựng cơ sở hiện tại là hai chuyện khác nhau, Bí thư Kiều nhắc đến chuyện này, càng chứng minh rằng, từ trước đến giờ chính sách của chúng ta đều có khuynh hướng nghiêng về Nam. Cũng cùng là một phần của Bình Hải, chúng ta không thể tiếp tục nhìn phương Bắc lạc hậu, chúng ta cần dùng tất cả lực lượng của mình trong thời gian ngắn tiêu trừ loại chênh lệch này, chỉ có như vậy, Bình Hải mới có thể trở thành một tập thể đoàn kết chặt chẽ, mới có thể bước chân đi tới trước được. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, mọi người nói đều có đạo lý cả, chuyện này chúng ta tạm thời gác lại, sau đó đưa ra quyết định sau. Sau khi kết thúc hội nghị thường ủy, Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh đi cùng nhau. Tống Hoài Minh thấp giọng nói, Bí thư Kiều, trong lòng ông rốt cục là có tính toán gì không? Kiều Trấn Lương vẫn mang vẻ mặt tươi cười, làm cho người ta không nhìn ra sâu cạn của ông. Kiều Trấn Lương nói, Hoài Minh à, tôi cảm thấy biểu hiện ngày hôm nay của anh có vẻ gấp gáp một chút. Tống Hoài Minh cũng cười nói, Bí thư Kiều à, tôi cũng chỉ là sốt ruột cho tương lai của Bình Hải thôi. Một người có tứ chi hoàn mỹ với một người què, ông nói xem bọn họ ai có thể chạy nhanh hơn. Kiều Trấn Lương nói, tôi cũng biết chênh lệch kinh tế Nam Bắc rất lớn, cũng muốn rút ngắn loại chênh lệch này lại. Tống Hoài Minh nói, trước mắt là một cơ hội tốt nhất. Kiều Trấn Lương nói, chỉ xây một sân bay là có thể đạt được mục đích này sao? Ông ta có vẻ hoài nghi. Tống Hoài Minh nói, sau khi sân bay Giang Thành xây xong, thì ưu thế khu vực trung tâm của thành phố phía Bắc này sẽ hiện ra rõ ràng, cái này không phải là chúng ta nói một chút là có thể thực hiện được, mà còn là làm hoàn thiện đồng bộ. Hoàn cảnh của Giang Thành đang không ngừng thay đổi, thế phát triển 2 năm nay cũng không tồi, từ công trình trạm xe lửa thay đổi, công trình sân bay mới hoàn thành, thì cái thành phố công nghiệp cũ Giang Thành này tất nhiên có thể tỏa sáng một lần nữa. Kiều Trấn Lương nói, dệt hoa trên gấm hay là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đích thật là một chuyện đáng để suy nghĩ, có chút thời gian, cũng không thể quyết định dễ dàng giống như trong tưởng tượng được. Cảng nước sâu và sân bay mới đều đã sẵn sàng, chỉ cần nói là làm. Cái chúng ta cần làm chính là giúp đỡ từ chính sách và tài chính, cảng nước sâu ẩn chứa cơ hội thương nghiệp thật lớn, tương lai có thể thu được những lợi ích thấy rõ, còn lực ảnh hưởng và lực phát triển của sân bay mới chỉ tồn tại trong dự đoán của chúng ta. Hoài Minh, anh cũng phải suy nghĩ thật kỹ chuyện này, không thể để cho nhân tố tình cảm xen lẫn vào bên trong, những lời trước đó của Kiều Trấn Lương vốn chẳng sao cả, chỉ là đến câu cuối cùng lại làm cho Tống Hoài Minh khó chịu. Tống Hoài Minh làm sao có thể không nghe ra? Nhân tố tình cảm mà Kiều Trấn Lương nói, chính là chỉ Trương Dương đang làm chỉ huy hiện trường của hạng mục sân bay mới Giang Thành, Tống Hoài Minh tự hỏi mình là một người chú ý đại cục, ông sẽ không ôm bất kỳ tâm tư nào trong chuyện này. Tống Hoài Minh nói, ý của tôi cũng không phải là nói muốn bỏ hạng mục cảng nước sâu, tình trạng kinh tế của Nam Tích tốt hơn Giang Thành nhiều, so ra mà nói, Giang Thành càng cần tài chính ủng hộ hơn, chúng ta cần phải chú ý đến hai chỗ này, và còn phải chú trọng hơn nữa. Kiều Trấn Lương nói, gần đây hai bên Nam Tích và Giang Thành đều cho người đến, mục đích của bọn họ là muốn tranh thủ một ít tiền của tỉnh, thật sự là không có cách nào, con cái gặp chuyện không đưa tay về cha mẹ thì còn tìm ai. Chúng ta lại không thể không cho, chỉ là cho ít cho nhiều, cho ai bao nhiêu cũng là vấn đề.
hai người vừa đi vừa nói chuyện, và chia tay trước cửa thang máy. Hội nghị thường ủy ngày hôm nay hiển nhiên là không đạt được mục đích của Tống Hoài Minh, Triệu Quý Đình nhảy ra cản đường cũng không nằm ngoài ý muốn, lúc trước Triệu Quý Đình vẫn luôn là lực lượng đắc lực của Cố Doãn Chi, cũng là người kiên trì ủng hộ phát triển kinh tế phía Nam, ngày hôm nay Tống Hoài Minh đưa ra sự chênh lệch Nam Bắc, có khác biệt với chính kiến của Cố Doãn Chi, thân là môn sinh của Cố Doãn Chi, Triệu Quý Đình đứng ra phản đối cũng là bình thường, chỉ là Triệu Quý Đình đã im lặng một thời gian dài rồi. Chỉ là ngày hôm nay đột nhiên lên tiếng làm cho Tống Hoài Minh sản sinh tâm cảnh giác, gần đây có không ít bộ ngành quan trọng trong tỉnh đều lặng lẽ xảy ra thay đổi, phó sở trưởng thì do Cao Trọng Hòa từ bên thành phố Nam Võ của Vân An điều đến đảm nhiệm, Vinh Bằng Phi mà Tống Hoài Minh hết lòng đưa lên thì đến cuối cùng lại bị đạp ngã, người có tác dụng then chốt nhất bên trong chuyện này chính là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Tống Hoài Minh không thân không quen với Cao Trọng Hòa, cho nên cũng không thể đánh giá công tác năng lực của ông ta. Chỉ là Cao Trọng Hòa sẽ trở thành cục trưởng của Cục Công an Bình Hải trong thời gian tới là điều không cần nghi ngờ nữa. Theo mấy lão thường ủy gần đây, thì thường ủy trong Bình Hải sẽ phải đối mặt với một sự thay cũ đổi mới. Tống Hoài Minh bây giờ không dám có chút chủ quan với chuyện này. Ông và Kiều Trấn Lương đã tồn tại một sự chiến đấu không tiếng động liên quan đến sự phân chia thế lực rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 440.